Chào cả nhà. Ngày hôm nay anh chị thấy là thị trường có một cái phiên tăng khoảng 17 điểm tương đối khá là tốt và đóng cửa qua 1189. So với cái phiên ngày hôm qua, anh chị thấy buổi sáng nó mò một cái gấp tăng khoảng 10 điểm bởi những cái cổ phiếu như là VIX khi những cái thông tin cổ phiếu VFS bên sàn Nasdaq thì tăng hơn 14%. thì sáng ngày hôm qua thị trường FOMO mô hưởng ứng theo những cái thông tin đó với cổ phiếu là VinGroup bất tăng trần nhưng mà kết phiên thị trường từ tăng 10 điểm mà giảm còn khoảng 8 điểm tức là cái biên ngày hôm qua là 18 điểm nhưng mà ngày hôm nay thị trường nó đại thể hiện một cái bộ mặt trái ngược hoàn toàn ngày hôm nay thị trường của chúng ta tăng 17 điểm gần như là cao nhất phiên và đóng cửa qua 1189 có những cái lúc đó thị trường nó thấp nhất nó rơi về một nè chạm về những cái vùng đáy ngày hôm qua thì thị trường nó lại bật lên và em nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi là em ơi này, thị trường ngày hôm nay á, nó có phải là cái phiên upbo hay không em hay là có phải là cái phiên buôn hay không em và đây có phải là những lúc chúng ta mình giải ngân hay không vô vàng những cái câu hỏi của anh chị nhà đầu tư nhưng mà anh chị yên tâm khi thị trường tăng tăng hay là khi thị trường chung giảm thì em vẫn ở đây để mà định hướng anh chị cũng như là hỗ trợ chị khi nào chúng ta sẽ tham gia thị trường và khi nào chúng ta cần phải rút ra và chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư cùng với QT Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Ngày hôm nay thị trường tăng tương đối khá là tốt và anh chị thấy là nước ngoài ngày hôm qua là họ bán khoảng 556 tỷ. Ngày hôm nay bắt đầu mua trở lại là 232 tỷ với những cái cổ phiếu như là Vinamilk, Vinhome, STB, DGC, SBT, HCM và Đức Xanh. Chiều bán ra là có MWG, VB Bank, CTG và Đạm Phú Mỹ. Còn với số liệu của tự danh ngày hôm nay thì họ mua 341 tỷ. Dường như là ngày hôm qua anh chị thấy tự danh và không ngoại họ bán. Nhưng mà đột nhiên ngày hôm nay họ mua. Ủa tại sao vậy anh chị? Ủa tại sao là ngày hôm nay nó có một cái sự trái ngược như vậy? Thì theo quan điểm của em, tại sao khó ngoại họ bán? Vì họ e ngại về cái tỷ giá đô la tăng mạnh. Thì cái việc đầu tiên họ sẽ rút tiền về. Nhưng khi mà họ đánh giá lại, à cái tỷ giá đô la tăng không phải do cái sức mạnh của đồng đô quá lớn mà là do chính sách của Việt Nam là hạ lãi suất lần thứ tư rồi. Nên đương nhiên là đồng Việt Nam đồng của mình sẽ bị giảm trên cái thị trường tiền tệ. Thì khi mà họ đánh giá lại, rất là nhiều những cái doanh nghiệp đang ở những cái vùng giá hấp dẫn cho trung và dài hạn nên bắt buộc họ sẽ quay trở lại, kể cả tự doanh cũng vậy. Nên chỉ thấy ngày hôm nay tự doanh nó mua 341 tỷ, rất là nhiều với Novaland, FPT Hòa Phát, mà Bay Băng, VietCityG Rồi, về chiều biến động của thị trường á, những cái cổ phiếu FPT ngày hôm nay nó kéo từ buổi sáng tăng hình như 5% hơn đúng không anh chị? 5.26% tăng rất là tốt. Và FPT là một trong những cái gương mặt đại diện cho cái nhóm ngành tăng trưởng. Và hiện tại thị trường đã có những cái cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần thì không có cái lý do gì để mà nói thị trường này nó bull trap cả. Vì mỗi lần thị trường À, sau cái quá trình điều chỉnh á để mà nó tăng lên thì nó phải cần một cái tín hiệu về cổ phiếu dẫn dắt, nó giống như là một cái ngòi lửa để mà phát lên anh chị. Và hiện tại thị trường nó đã có. Nên là quan điểm em vẫn khẳng định trên YouTube thôi. Thị trường của chúng ta vẫn là trên và cái nhịp điều chỉnh vừa rồi nó là cái chất xúc tác cho một cái quá trình tạo sóng diễn nhanh hơn. Nên là anh chị nào mình lỡ bán rồi, ngày hôm qua mình bán, sáng nay mình bán rồi thì anh chị yên tâm vì trong cái buổi livestream ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau lên những cái điểm mua và em xem qua thị trường á ngày mai ít nhất cũng phải là trên năm cổ phiếu nó bùng nổ và đó là những cái cổ phiếu nào thì anh chị phải coi đến buổi cuối cái buổi live ngày hôm nay nhé chịu tác động của thị trường á, là có Vinhome nè, Vietcombank, Hòa Phát, Masan, Vinamilk, SSI, GVR là những mã mà kéo thị trường nhìn chung tương đối khá là ok vậy quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay top siêu điểm mua với những cái cổ phiếu bất động sản không thể nào mà không nhắc đến với cái độ hot của những cái cổ phiếu như là DIG, hay là Đức xanh hay là Seo đúng mà. DG cũng trần, Đức xanh cũng trần, Seo cũng tăng 7% và sáng ngày hôm nay ra những cái thông tin mới về bổ sung sửa đổi về cái thông tin 06. Chủ yếu là gì? Để giải cứu về những cái doanh nghiệp bất động sản cũng như cho họ tiếp cận được những cái nguồn vốn hơn. Và sau khi những cái thông tin 10 đó được ra thì sao anh chị? những cái cổ phiếu đức xanh buổi sáng nó kéo 2%, 3% báo hiệu cho những cái dòng tiền bắt đầu quay trở lại với những cái nhóm ngành bất động sản. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà cái cổ phiếu DG của hệ thống cũng bật tăng trần thì không biết rằng có anh chị nào mình đang cầm những cái cổ phiếu bất động sản hay không. Nếu như những anh chị mình đang cầm những cái cổ phiếu bất động sản thì có thể làm một cái thảo, khảo sát nhỏ nhỏ để lại bình luận số 1 giúp em. Còn nếu như anh chị nào mình không có cổ phiếu bất động sản để lại bình luận số 2. Để em gì ạ? À? Để em biết được trên thị trường hiện tại nhà đầu tư mình có FOMO hay không và khi em đánh giá lại với thị trường. Nhà đầu tư hiện tại đang rất là e dè. <laughs> Đúng không ạ? À? Bao nhiêu người mình đang cầm những cái cổ phiếu bất động sản hay là anh chị lỡ bán sạch trong phiên ngày thứ sáu rồi. Anh chị có thể cho em một câu trả lời được không ạ? À? Nếu như ai còn những cái cổ phiếu bất động sản hãy để lại bình luận số 1. Còn nếu như ai lỡ bán rồi, không sao cả, anh chị cứ để lại bình luận số 2. Và nếu như nhiều anh chị mình lỡ bán quá, em sẽ lên anh chị top siêu điểm mua những cái cổ phiếu bất động sản và chia sẻ thẳng thắn với nhau một tí. Đây là cái cái uh, kênh về đánh đầu tư theo phương pháp là VSA tức là em mua và em nắm giữ trung và dài hạn em là dân đánh sóng em không phải là dân đánh tay cộng ngày hôm nay mua ba ba ngày, ngày sau hàng về bán rồi lại mua tiếp rồi lại bán đối với em đánh phương pháp tay cộng á trong một vài trường hợp anh chị sẽ có lợi ví dụ như là trong cái phiên ngày thứ năm anh chị chốt tay cộng thì thứ sáu anh chị né chỉnh nhưng đôi khi anh chị chốt tay cộng anh chị sẽ bị bỏ lỡ nguyên một cái con sóng thần nên là <laughs> nên là quan điểm của em á một khi đã mua được đúng vị thế tốt em sẽ ngồi yên nắm giữ cho đến khi thị trường xuất hiện những cái tín hiệu phương phối sau cái pha chạy nước rút rồi và em cũng xin làm cái khảo sát rất là nhiều anh chị mình em nghĩ là không mua được những cái cổ phiếu bất động sản đúng không ạ rồi và trước khi bắt đầu cái phần quan trọng ngày hôm nay á thì em xin tổng chào tất cả những anh chị mình xem youtube xem cái kênh của em và giai đoạn gần đây thì em nghĩ rằng thị trường nó nản nên cũng ít anh chị mình xem nhưng mà anh chị yên tâm đi những lúc thị trường chung nản là những cái lúc rất là an toàn vì hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy biết cách sợ hãi lúc người khác tham lam câu nói của ai anh chị đấy câu nói của ai đấy anh chị <laughs> khi mà anh chị thấy á tất cả những cái nhịp thị trường chung điều chỉnh á thanh khoản thị trường nó rất là bé vì sao vậy? Vì ai cũng sợ thị trường sẽ được chỉnh sâu và đó là cái lúc những cái tổ chức lớn họ quay trở lại họ mua. Và ngày hôm nay thị trường nó cũng không ngoại lệ. Thì mình sẽ cùng nhau đi phân tích với bối cảnh của thị trường. Về bối cảnh của thị trường thì chúng ta không thể nào mà phủ định là cái sức nóng của thị trường quá hot. Rất là nhiều những cái cổ phiếu khi rơi về những cái vùng định giá hấp dẫn ví dụ Đức xanh hay là DIG, thì cũng có những cái pha dòng tiền vào kéo rất là tương đối, rất là thuyết phục và những cái cổ phiếu bất động sản em giá nó vẫn sẽ còn tiếp tục bật tăng như là Nam Long. Điều. và sẽ có nhiều anh chị đó, mình đang cầm những cái cổ phiếu nó không tăng mạnh, ví dụ như FCN nè, KSP nè, HHV nè, vậy anh chị sẽ hỏi em là mình có nên bán những cái cổ phiếu này sang những cái cổ phiếu bất động sản hay không, tí nữa đi, em sẽ đi phân tích cụ thể, rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau quay trở lại với thị trường, và trước khi quay trở lại, anh chị chào em một cái để mà chúng ta lấy tinh thần nha, dạo này anh chị ít tương tác quá, anh chị ít tương tác là em rất là buồn nha, vì mình làm Youtube, khi mà mình livestream mình chia sẻ anh chị biết là trước khi mỗi buổi mà em chia sẻ anh chị á là mình nghiên cứu thị trường rất là nhiều nghiên cứu tới đêm để mà lên những cái nhận định sao cho chất lượng nhất nên là anh chị đừng tiếc vài giây để làm một cái câu chào em đấy xin chào tất cả những anh chị và đừng quên bấm ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh và nếu như anh chị thấy video ngày hôm nay hay á hãy chia sẻ cho người thân bạn bè nhé rồi xin tổng chào tất cả những quý anh chị <laughs> rồi quay trở lại với thị trường á trong cái phiên ngày hôm qua em nói nó là cái phiên test đáy nếu như anh chị xem video ngày hôm qua anh chị sẽ rõ khi mà nó giảm test lại những cái phần đáy này nè đấy nó test lại những cái cây nến này và cái khối lượng của nó rất là bé gần như là cạn kiệt về những cái lượng cung ngày hôm qua thanh khoản cái thị trường á ở <laughs> à, những có mức là 642 triệu cổ phiếu nó gần như là nó thấp gấp một phần ba một phần tư so với bình thường bình thường những cái cây volume to này là bao nhiêu ạ à? một tỷ sáu đúng không nhưng mà ngày hôm qua nó lại mất đi một tỷ cổ phiếu chỉ còn khoảng sáu mấy triệu thôi thì chúng ta nhận diện được à những cái lượng cung có vẻ là đã bị xử lý xong đâu em, xong bởi cái cây này. Đây là cây uptrend của thị trường, tức là một cái nến nếm mở biên. Và em cứ nói đi nói lại rằng, thị trường này nó vẫn là uptrend. Vì sao vậy anh chị? Cái trend xu hướng nó không sinh ra trong một ngày. Nó không phải là một ngày, hai, hai ngày hay là một tuần, hai tuần, mà là một quý, hai quý, thậm chí là gì, phải có những cái tín hiệu xác nhận bùng nào thế này. Lấy ví dụ anh chị nè, đây là những cái quá trình thị trường của chúng ta rơi 200 điểm từ 1 2, rơi về 1.000 đúng mà và khi thị trường rơi như vậy sẽ có nhiều đội họ kêu là gì thị trường bún tráp rồi hồi lên canh bán rồi thị trường đau trend để mà chờ về những cái vùng phía dưới nhưng mà em cho rằng gì thị trường nó không dễ đoán như vậy và những cái nhịp điều chỉnh 200 điểm thị trường của chúng ta nó còn phục hồi kéo lên ngược trở lại thì cái nhịp vừa rồi 55 điểm với 30 điểm nó là gì đâu mà anh chị đã nói rằng thị trường đau trend và em vẫn khẳng định hiện tại chúng ta đang sống trong bối cảnh uptrend và cướp trend này nó là một trong những cái siêu uptrend uptrend siêu thế kỷ vì sao vậy anh chị thứ nhất anh chị xem cái lãi suất hiện tại ngân hàng nhà nước đang hạ gần như là bằng cái mức Covid 2020. Và khi hạ lãi suất đồng nghĩa là bơm tiền ra thị trường. Bơm tiền ra rất là nhiều. Những cái doanh nghiệp kinh doanh sản xuất nè. Những cái doanh nghiệp bất động sản nè. Đây, rồi về cái thanh khoản của thị trường, hiện tại thanh khoản của ngân hàng á, lãi suất liên ngân hàng hiện tại cũng giảm. Thì chúng ta thấy là cái sức mà ngân hàng nhà nước đang hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp rất là lớn. Và chúng ta đã đón đầu cái xu hướng so với ông Fed là Fed vẫn đang neo ở mức 5.5 lãi suất một năm à, phần trăm là 5.5 phần trăm đủ mà Fed nhưng mà hiện tại thị trường Việt Nam đã đạt hạ lãi suất lần thứ tư rồi đấy hạ lãi suất lần thứ tư thì đây gọi là những cái chính sách đón đầu xu hướng và khi đón đầu xu hướng này chúng ta nhận diện được gì em anh chị hãy xem lại cái năm 2019 nghìn đây là cái bối cảnh thị trường của chúng ta đi ngang có những cái cú buôn lên sau đó lại rồi vì sao vậy em vì những cái nhịp này gọi là những cái nhịp gì những cái nhịp thị trường nó chỉ đi ngang trong cái vùng biên thôi nền kinh tế của 2019 nó cũng không tăng trưởng đột biến và cái lãi suất ở à, những cái mức bình thường đây gọi là giai đoạn gì chị giai đoạn chờ cái sự tăng trưởng và khi không có cái chất xúc tác, không có cái sự tăng trưởng với những sự kiện chiến tranh thương mại của Nga à, của bên Trung Quốc và Mỹ, hai bên áp đặt thuế với nhau qua lại, thiệt hại hơn cả trăm tỷ đô thì bắt đầu suy thoái kinh tế và kết hợp với những cái thông tin gì anh chị? <laughs> những cái thông tin như là Covid. À, sự kiện thiên nga đen bất ngờ thì thị trường chung của chúng ta không chỉ là Việt Nam mà những cái thị trường lớn có một cái cú gì? một cái cú spring gọi là một cái nhịp thủng mọi hỗ trợ. Đấy, một cái cú spring. Và khi xảy ra cái cú spring này thì thị trường chung của chúng ta lại tăng tốc, tăng, tăng cực kỳ kinh khủng khiếp và phải nói là 3 năm uptrend từ 2020 đến đầu 2022. Và cái chất xúc tác nào để mà khiến thị trường của chúng ta từ trend chuyển sang uptrend vậy anh chị? Theo anh chị cái chất xúc tác nào ạ? À? Về về cái công cụ gì ạ? À? Công cụ gì anh chị? Về công cụ hạ lãi suất đó, ngay cả những cái thị trường lớn như là Mỹ họ cũng bơm tiền và thị trường chứng khoán thị trường Việt Nam ngân hàng nước cũng bơm tiền ra và đó là cái lý do tại sao thị trường nó tăng mạnh khi mà thị trường nó phục hồi lên những cái vùng này rồi là em biết được à cái đoạn này em đã đầu tư rồi em đầu tư từ 2018 2017 2018 và em trải qua cái đoạn mà khi thị trường hồi nguyên cái đoạn thị trường hồi từ spring lên đây nè cái cổ phiếu mà tăng mạnh nhất em nhớ lúc đấy là con hoa sen từ những cái vùng thấp nhất là giá 3 mà lên những cái vùng giá chính tăng 300 phần rất là kinh khủng và đây là cái nhịp phục hồi đầu tiên của thị trường gắn liền với những cái cổ phiếu định giá rẻ. Những cái cổ phiếu định giá rẻ khi nó nó rơi về những cái vùng quá chiết khấu những cái dòng tiền thông minh vào. Đây là những giai đoạn dòng tiền thông minh vào nó vào setup. Và khi những cái dòng tiền thông minh nó vào setup ở những cái vùng này, nó đánh giá lại à nếu như mà ngân hàng nhà nước hạ lãi suất thì tiền nó chảy vào đâu? Tiền chảy vào những cái kênh đầu tư. Đầu tư như là gì? Chứng khoán, như là gì? Vàng trái phiếu bất động sản và những cái nhóm ngành thép là một trong những cái nhóm ngành rất là nhạy với nhóm ngành bất động sản hai cái nhóm ngành này nó có mối quan hệ mật thiết với nhau nên khi mà bất động sản được cứu thì kiểu gì thép nó cũng được cứu và khi thép được cứu thì cái nhu cầu sử dụng thép tăng lên nhu cầu cao mà cái lượng cung thì giảm dẫn đến giá thép gì anh chị giá thép tăng đó là cái lý do tại sao cổ phiếu hoa sen nó tái tích lũy và đây gọi là cái mô hình gì anh chị tích lũy chờ cái sự tăng trưởng lúc đó hoa sen tăng ba trăm phần trăm nhưng <laughs> năm kim nó chỉ tăng được khoảng bao nhiêu phần trăm từ những cái vùng đáy đến khi phục hồi này Uh, tăng được khoảng 110% thôi. Tức là gì? Về cái sức hot, về cái độ nóng bỏng thì hoa sen nó vẫn nóng bỏng hơn. Vì lúc này á, hoa sen nó chủ yếu nó có cái lượng hàng tồn kho lớn. Và cái thứ hai là nó chiếm cái thị phần lớn về cái tôn mà thép. Nó hiện tại là đứng top 1, sau đó là tới năm uh, sau đó thì uh, hình như là tới năm kim rồi mới tới hòa phát. Nên là anh chị thấy cái bối cảnh của thị trường năm 2020 đó là giai đoạn tiền rẻ. Khi giai đoạn tiền rẻ nó hết rẻ nó sẽ xảy ra một cái giai đoạn là đi ngang chờ những cái sự uh, những cái sự thay đổi, những cái chính sách mới đối với những cái nhóm ngành hết rẻ thì nó phải dành chị? chờ một cái cú hít còn những cái nhóm ngành mà nó có sự tăng trưởng như em vừa chia sẻ anh chị những cái nhóm ngành nào Hóa sen nè hoa phát nè tại sao lúc này bắt đầu xây dựng những cái lò cao đấy những cái lò cao 3, lò cao 4 thì đây là những cái quá trình em nhớ không làm là như tháng 9 đấy những cái đoạn trên đây là bắt đầu xây dựng rồi thì chúng ta nhận diện được những cổ phiếu nào mà có sự tăng trưởng nó sẽ kéo thị trường đi lên và cái năm 2020 là cái năm phục hồi kinh tế khi mà quá rẻ nè phục hồi lên và đây là giai đoạn gì giai đoạn tìm cái sự tăng trưởng vậy cái bối cảnh năm 2023 nó khác và giống gì với năm 2020. Đầu tiên, chúng ta phải so xét. Thứ nhất là năm 2023 là một cái năm mà suy thái kinh tế cũng rất là nặng khi mà Fed tăng 10 lần lãi suất liên tiếp. Đúng không Rất là kinh khủng. Và thị trường nó rơi về những cái vùng chậm đáy quanh 886, một trong những cái vùng định giá BE rất rất là hấp dẫn. Và phải nói là cái lúc này cái BE của thị trường nó hấp dẫn cực kỳ so với 2018 nó còn hấp dẫn hơn nữa. Thì đây là những cái lúc những cái dòng tiền đầu tư điển hình là khó ngoại một ngày nó đổ 2.000 tỷ nó vào nó mua những cái phiên này và xuất hiện những cái những cái tín hiệu bùng nổ thôi đà thì chúng ta biết được là à thị trường nó xác nhận một cái quá trình chuyển từ đau trên sang ngấp trên đúng không ạ chuyển từ đau trên sang ngấp trên và hiện tại thị trường của chúng ta là gì anh chị là ngấp trên và nguyên cái quá trình đầu này nè gọi là quá trình phục hồi quá trình phục hồi và khi thị trường nó đã có những tín hiệu xác nhận mở biên lên ngày 2 tháng 6 2023 từ cái cột mốc này trở đi thì đây gọi là cái giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Vậy nên những cổ phiếu nào có những có cái sự tăng trưởng trong quý 3 quý 4 nó sẽ là những cái nhóm ngành lead thị trường. Như là cái năm 2020 giai đoạn này nè. Đây là giai đoạn phục hồi nhưng mà khi nó hết rẻ thì bắt buộc những cái nhóm ngành nó phải có sự tăng trưởng lúc đấy là có hoạt phát. Có sự tăng trưởng khi mà um, triển khai về xây dựng lò cao 3, lò cao số 3, là cao số 4 hay là hoa sen về giá thép cho nó giới tăng và nó có một cái lượng tổng kho lớn hay là những cái cổ phiếu chứng khoán SSI đúng không ạ? Về những câu chuyện về thanh khoản thì đây là những cái nhóm ngành được sự tăng trưởng trong quý 3 quý 4 năm 2020. Thì nó mới có những cái quá trình kéo rất là khủng khiếp và nó kéo thị trường của chúng ta đi lên. Nên cái kim chỉ nam trong giai đoạn này á không phải chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu chất rẻ mà chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu có sự tiềm năng. Lấy ví dụ anh chị ANV, em đi phân tích sơ qua nha chị nha, xin phân tích sơ. ANV khi mà em đọc báo cáo tài chính của cái doanh nghiệp này em thấy có một cái vấn đề là cái nợ vay của họ rất là cao nợ vay chiếm hình như là 70 hơn 70% so với cái vốn chủ sở hữu. Tức là họ có 10 đồng mà họ vay hết 7 đồng rồi anh chị. Và cái nguồn doanh thu của họ vừa rồi á, quý 2 á là cái giá bán hàng họ tăng, cái giá chi phí đầu vào tăng mà cái doanh thu của họ lại giảm. Lý do nguồn cung không có nguồn cung. <laughs> không có cái thị trường để mà họ xuất khẩu lớn thì chúng ta nhận nhận được à những cái cổ phiếu này tiềm năng tăng trưởng của nó trong quý 3 quý 4 sẽ còn rất là khó khăn nên giá của nó nó phải cắm đầu tương xứng chứ nó không thể nào mà nó tăng mạnh vượt đỉnh như là những cái nhóm ngành nào anh chị Đức Xanh không thể nào mạnh như đức xanh được vì đức xanh là những cái nhóm ngành những cái cổ phiếu có tiềm năng đấy hay là si tại sao nó vượt đỉnh mà trong khi anv nó không vượt đỉnh tại sao vhc nó không tăng mạnh về em nó có câu chuyện của nó quay trở lại với anv hiện tại thì cái nguồn cung của nó không có và cái cái tiềm năng tăng trưởng của nó hiện tại là cái lợi nhuận sau thế là lợi nhuận âm thì chúng ta nhìn nhận được những cái doanh nghiệp này nó vẫn còn trên cái bờ vực khó khăn thì để có và cái sự kỳ vọng lớn thì em giá là không cao. Nên giai đoạn này em phải gọi là giai đoạn gì anh chị? Cổ phiếu tái tích lũy. À tích lũy đáy. Một cái cổ phiếu tích lũy đáy chờ một cái sự tăng trưởng mới. Thì ngày hôm nay trong room định hướng của em ấy, cái room nghệ thuật giao dịch á hoàn toàn miễn phí nha, em sẽ để cái đường link bên dưới bình luận. Trong cái room đấy thì em chia sẻ anh chị rất là rõ về cái mô tiếp tích lũy đáy và tái tích lũy. Tích lũy đáy là gì em? Tích lũy đáy là một cái giai đoạn mà cổ phiếu nó chỉ bùng nổ lên sau đó nó rơi. Lấy ví dụ. Đây này. Đây giai đoạn nổ lên sau đó nó rơi. Ủa tại sao nó nổ lên rồi nó rơi Vì lúc này nó chỉ tăng trưởng đúng một giai đoạn thôi Đúng một quý thôi Rồi sau đó quý 2, quý 3 nó không còn trưởng thì nó rơi Lúc đấy những cái cổ phiếu BID cũng vậy Đấy tăng trưởng đúng một quý rồi sau đó nó rơi Thì đây gọi là tích lũy đấy Nó không rõ bằng những cái xu hướng Nhưng khi cái cổ phiếu tái tích lũy nó rõ như thế nào Lấy ví dụ anh chị con gì VIP Một cái cổ phiếu khi mà nó tái tích lũy nó sẽ xếp những cái trận đánh Đây nè đây là quá trình cổ phiếu xếp rất dòng tiền và sau đó lại tái tích lũy ở những cái vùng kênh trên nó không rơi về những cái vùng bên dưới nữa ha nó không rơi về những cái vùng bên dưới mà nó tái tích lũy trên những cái vùng kênh trên và sau đó xuất hiện những cái phiên gì dòng tiền này, kéo lên này. thì đây chúng ta biết được cái doanh nghiệp này nó có cái tiềm năng tăng trưởng lấy ví dụ tiếp nè <laughs> liên việt Bank đây là quá trình dòng tiền nó vào setup năm 2020 khi mà định giá cổ phiếu quá rẻ dòng tiền nó cũng vào nó setup đúng không ạ anh chị xem này đang đang năm 2020 nè, vào khoảng ngày 28 tháng 2, tự nhiên liên Việt Boss nó có ba cây trừng. Thì chúng ta biết được à, ba cây trừng này bản chất của nó là đang ở đâu anh chị? Đang ở trong cái nhịp tích lũy đấy. Tức là nó nổ lên sau đó nó rơi lại. Thì nếu như anh chị nào mình mình nghiên cứu về cái mẫu hình wick á, thì anh chị sẽ biết đây là cái quả UTA của cổ phiếu, sau đó sẽ gắn liền với những cái cú spring. Thì bản chất của tích lũy đấy và tái tích lũy nó chỉ khác ở một cái là pha B và một cái là pha D thôi. Thì khi nào có cơ hội có cơ hội thì em sẽ chia sẻ với anh chị cụ thể hơn nên là anh chị mình có thể là gì bấm cái nút like một cái nút đăng ký kênh và trong room cộng đồng á trong room nghệ thuật giao dịch á em còn chia sẻ với anh chị rất là nhiều nên anh chị có thể tranh thủ bấm vào bình luận tham gia vào trong đó hiện tại chỉ còn khoảng mười mấy suất nữa thôi là full room rồi anh chị room mới tạo một tuần mà gần như là một ngàn người được không ạ à? rồi đây là những cái quá trình bùng nổ lên ngắn hạn sau đó nó rơi vì cái chất xúc tác cái tăng trưởng của nó không nhiều nhưng sau khi nó rơi nó có một cái cú spin ở đây cổ phiếu bước vào cái pha anh chị tái tích lũy kênh trên tái tích lũy thì chúng ta biết đây chính là những cái trận đánh lớn một trong những cái trận đánh siêu uptrend. đó là cái lý do tại sao em cho rằng thị trường này nó không chết anh chị xem là những giai đoạn này đi em vẫn khẳng định thị trường uptrend mà nó chưa chết được vì em nhìn nhìn nhận được những cái cổ phiếu như là SHS này cái mô tiếp của những cái cổ phiếu này á, sau khi quá trình dòng tiền vào đây là quá trình gì anh chị đây là quá trình tích lũy đấy hay là tái tích lũy bao nhiêu anh chị mình cho rằng tái tích lũy thì hãy để lại bình luận tái tích lũy còn bao nhiêu anh chị mình cho rằng tích lũy đấy thì hãy để lại bình luận tích lũy đấy và em xin nhắc lại câu hỏi Hiện tại anh chị xem lại SSI giai đoạn khoảng tháng 3 khi mà quá trình dòng tiền vào ở đây á, đây là tích lũy đáy hay là tái tích lũy. Bản chất của tích lũy đáy và tái tích lũy là gì anh chị? Em có chia sẻ rất rõ trong cái room nghệ thuật đúng không ạ? Rồi, anh chị cho em một cái một cái câu trả lời. Em sẽ dừng lại khoảng 10 đến 20 giây. Hiện tại anh chị bình luận bên dưới nhé. Em sẽ đọc những cái bình luận của anh chị rồi. <laughs> rồi em sẽ giải thích cho anh chị nhé. Rồi, rất nhiều anh chị mình cho rằng anh chị cho rằng gì tái thích lũy, đúng không ạ? À? Rồi, em uh, xác nhận anh chị, đó là tái thích lũy. Và tái thích lũy với tích lũy đáy khác nhau cái gì em? <laughs> tích lũy đáy là nó nổ lên, ví dụ giai đoạn này nếu như nó là tích lũy đáy nó nổ lên sau nó cắm đầu rơi về những cái vùng bên dưới nó nó gom phía dưới, đúng không ạ? À? Thì đó gọi là gì tích lũy đáy Còn nếu như tái thích lũy thì sao em? Nếu như tái thích lũy thì từ những cái vùng này, từ những cái vùng nó gom hàng gọi là mẫu hình tái thích lũy nè, nó sẽ đi thẳng lên. Lấy ví dụ anh chị con tích lũy đấy là Đấy, nó nổ lên một cái sau đó nó rơi lại thì đây là cái mô hình gì tích lũy đấy còn nếu như nó là tái tích lũy thì khi nó nổ lên trên đây nè nó phải tái tích lũy ở những cái vùng giá cao rồi nó lại đánh lên tiếp rồi lấy ví dụ con nào nữa hdc đây là quá trình tích lũy đấy của cổ phiếu và nó nổ lên thì đây gọi là gì anh chị uta uta trong pha b thì những cái cổ phiếu này phải cần có những quá trình hấp thụ thậm chí là gì nó đi ngang mấy tháng trời ở đây là bình thường cho đến khi nó vào một cái trận chính sống thì đó mới gọi là tái tích lũy còn hiện tại những cái cổ phiếu như là hdc nè hag nè Uh, những cái cổ phiếu uh, HDC, HAG đấy, đấy những cái cổ phiếu đấy là những cái cổ phiếu gì anh chị tích lũy đấy. Còn nếu như mà cái mô tiếp của nó là tái tích lũy, lấy ví dụ anh chị con gì, hoa sen, đấy khi mà dòng tiền nó vào, <laughs> đây là dòng tiền nó vào và sau đó nó đi ngang ở trên những cái vùng giá cao, nó không rơi về đúng về những cái vùng phía dưới, thì chúng ta biết được à những cái mô tiếp này, là những cái mô tiếp gì anh chị, những mô tiếp tái tích lũy sau đó cổ phiếu nó sẽ đi lên hay là những cái con VHC này anh chị nhìn đi nó đi ngang ở những cái vùng phía đấy nè tự nhiên nổ lên một cái à nổ lên một cái sao nó quay ngược trở lại đúng về cái những cái điểm nổ của nó thì đây là những cái mô tiếp gì mô tiếp gì anh chị cho em một cái một cái câu trả lời đi em sẽ để <laughs> 10 10 giây đếm từ 1 đến 10 bao nhiêu anh chị mình cho rằng VHC là tích lũy đấy để lại bình luận tích lũy đấy bao nhiêu anh chị mình cho rằng nó là tái tích lũy để lại bình luận tái tích lũy nha tương tác chủ động lên nha anh chị ơi đấy tỷ lệ đấy hay là tái tức lũy anh chị cứ tương tác đi. Rồi đúng sai em sẽ chỉnh sửa cho anh chị nhào tư nhá Rồi, một tiết này là một tiết gì anh chị? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gì ạ? Đây là môtíp gì anh chị? Đây là tích lũy đấy vì sao vậy nó nổi lên sao nó quay về đúng cái phần đáy của nó gọi là tích lũy đáy còn nếu như tái tích lũy á nó nổi lên nó phải đi ngang trên đây nè thì mới gọi là tái tích lũy lấy ví dụ tích lũy đấy nè ri nè đi ngang sau đó nó nổi lên một cái rồi nó lại quay về đúng những cái điểm xuất phát thì những cái cổ phiếu này anh chị cần phải né nó ra và anh chị chỉ đánh những cái thằng tái tích lũy thôi ví dụ fpt nè đây là một tiếp gì anh chị nè đi ngang nè trước đó dòng tiền vào đi ngang rồi nổi lên tiếp vì đây là cái mô tiếp tái tích lũy thì cái cổ phiếu nó mới vượt đỉnh được nguyên nhân là gì nguyên nhân gom hàng thì nó mới vượt đỉnh còn nguyên nhân không phải là gom hàng thì lấy đâu vượt đỉnh nên là sau cái cú rủ ngày thứ sáu anh chị cần phải kiểm tra lại danh mục mình coi nó nằm ở những cái chu kỳ nào rồi ngày hôm nay á, thị trường nó có một cái tín hiệu là à, một cái phiên một cái phiên tăng giá đây không phải là cái phiên bùng nổ thôi đà anh chị đừng bị hiểu nhầm bùng nổ thôi đà chỉ xuất hiện sau đau trên đấy đau trên là tao đấy thứ nhất rồi cái phiên này cái phiên ngày thứ chín xác những bùng nổ thế đà nó chỉ có duy nhất đúng một phiên không có cái vụ mà hai ba phiên bùng nổ thế đà đâu chỉ có đúng một phiên nhá và hiện tại chúng ta đã trải qua giai đoạn bùng nổ thế đà rồi nên ngày hôm nay em không gọi là cái phiên bùng nổ thế đà mà gọi là một cái phiên tết cung cân bằng dưới cân bằng dưới là gì em cân bằng trên là gì em cân bằng dưới là khi thị trường xuất hiện những cái quá trình rơi á đây nè đây là những cái quá trình thị trường của chúng ta điều chỉnh đúng không ạ rơi rơi cái phiên này à. 27 điểm, 27 điểm rất là to nha, 3.2%, rơi thêm một cây nữa, 43 điểm, 5.3%, gọi là khủng hoảng, ám ảnh kinh hoàng á, hai phiên mà rơi bao nhiêu gần gần 7 80 điểm, ám ảnh kinh hoàng á, khối lượng bán các nào cũng sẽ to. Nhưng sau đó cổ phiếu bắt đầu, à, sau đó thị trường bắt đầu cân bằng những cái vùng phía dưới nè. Anh chị nhìn cái khối lượng này, mức tiêu, mức thanh khoản nhỏ như là một cái giọt cà phê phiên. cà phê phiên đó chị nhỏ từng giọt từng giọt mất thanh khoản tự nhiên mất thanh khoản rồi nó có một cái điểm gì anh chị một cái điểm tết cung đấy một cái điểm tết cung trong cái quá trình <laughs> trong một cái, cái cái quá trình cân bằng dưới phía đấy đúng không ạ cân bằng dưới đấy, cân bằng dưới tạo đáy, thì đây gọi là cân bằng dưới còn cân bằng trên là gì em lấy ví dụ chị nha cân bằng trên là cái giai đoạn thị trường đi ngang mà không không được nè. đây nè đây là cân bằng trên đi ngang mà không rách được sẽ gắn những cái cú rụ đúng không ạ đây nè đây có một cân bằng trên nè đi ngang không rách được nè đấy rồi nó sẽ gắn liền với những nhịp đảo chiều giai đoạn vừa rồi này đây những cái vùng cân bằng trên nè đi ngang không biết được có những cái cú đảo chiều và cái cú đảo chiều ngày thứ sáu thật sự với anh chị em không biết là tại sao nó giảm mạnh như vậy đâu ý là trong cái phiên ngày hôm sáu em không thấy cái tín hiệu gì mà quá xấu những cái thông tin này nọ để mà nó giảm mạnh nhưng mà tự dưng nó lại giảm 55 điểm thì trong cái phiên ngày thứ sáu em view là thị trường giảm 25 điểm thôi sau đó sẽ rút chân nhưng mà cái lực bán quá lớn đi thêm những cái thông tin hoảng loạn từ nhà đầu tư cá nhân nên là nó mở biên rơi 55 điểm nhưng mà trong ngày thứ bảy chủ nhật em tổng kết lại với thị trường em nhận thấy là à bản chất cái phiên ngày thứ sáu không đến từ hành vi bán tháo của tổ chức ví dụ những cái cổ phiếu SI ngày thứ năm nó đổ tiền vào chẳng lẽ ngày thứ sáu nó phân phối mà nếu như nó phân phối ở đây nó vượt đỉnh làm gì để bà bô à? không em không cho rằng là như vậy hay là VCI này <laughs> hay là SS đi anh chị đấy dòng tiền vào cái này rủ một cái bắt đầu phục hồi lên trở lại vậy nếu như đây là những cái quá trình bô thì những cái cổ phiếu này hầu như là gì nó tạo hai đỉnh trên đây nè nó kéo lên đây rồi nó có một cái quả UTAD, rồi nó cắm đầu nó rơi nhưng mà cái kịch bản nó em đánh giá xác suất của nó à, rất là thấp để mà xảy ra <laughs> nên làm cho rằng cái giai đoạn của uh, chứng khoán đây là những cái đoạn vàng HCM nè nó đã tăng lên được bao nhiêu đâu mà chúng ta lại nói là phân phối đỉnh không có em không cho rằng đây là những cái bọn phân phối đỉnh đó là cái lý do tại sao em nói là cái phiên ngày xấu không phải kết thúc chu kỳ và nếu như mà anh chị mình có trong cái room nghệ thuật uh, uh, giao dịch cổ phiếu á em có định hướng anh chị là gì cái phiên ngày thứ sáu là cái phiên anh chị bán nhưng cái phiên mà ngày hôm uh, ngày hôm thứ hai buổi chiều bật lên đó là cái nhịp cho anh chị mình cơ cấu khi mà nó tăng 9 điểm á em nói anh chị nào muốn cơ cấu thì cơ cấu cái phiên đó còn buổi sáng ngày thứ hai tuyệt đối mình không bán rồi cái tiếp nè cái phiên thị trường nó nhúng giảm 30 điểm á anh chị hãy nhớ lại đi em nhìn định anh chị là gì đây là những cái quá trình ép bán khi cái khối lượng bán của nó rất là bé nó cố tình nó vắt kiệt những cái lượng cung ai còn hàng ép ra đấy nó đánh nó đánh giảm mang lắm giảm 30 điểm buổi sáng là giảm mười mấy mười điểm rồi buổi chiều nó quất một cái giảm 30 điểm giảm đúng về một nghìn một trăm bốn mươi tám nè rút chân kéo ngược lên đó là cái phiên ép bán và em cũng nói là gì phiên ngày hôm thứ ba không phải là cái điểm bán anh chị trong room khách hàng hay trong room nghệ thuật anh chị biết rất là rõ em nói đó là cái phiên dụ anh chị chỉ cần ngồi yên tài khoản mình tăng rồi cái tiếp cái phiên ngày hôm qua em cũng nhận định anh chị là gì buổi sáng thị trường nó có mở gáp kéo lên cũng không phải là những cái điểm mua chúng ta sẽ chờ những cái quá trình test và ngày hôm qua thị trường nó test rất là ok ngày hôm qua thị trường là một cái phiên <laughs> một cái phiên tết đấy anh chị xem youtube anh chị biết rất là rõ em nói đây là giai đoạn không phải chúng ta sợ mà là giai đoạn <laughs> chúng ta lên cái kế hoạch để mà đi săn đó là ngày hôm qua anh chị thấy là thị trường cách đấy nhiều người kêu vào phân phối nhưng mà em vẫn rất là lạc quan lạc quan là gì à mình biết hiện tại thị trường cái xác suất phân phối của nó rất là thấp nên là em lên cái kế hoạch để mà chuẩn bị cho mình mua và tất cả những cái nhịp điều chỉnh là cái chất xúc tác và cái nhịp mua sau khi thị trường điều chỉnh cân bằng phía dưới là những cái nhịp an toàn ngày hôm nay thị trường đã xác nhận cân bằng đi lên rồi với những cái cổ phiếu như là fpt đó những cái cổ phiếu đầu đàn đức xanh nè dig nè ssi nè ss nè thì em cho rằng ngày hôm nay nó không phải là cái phiên bồ tuy nhiên <laughs> tuy nhiên với một cái phiên thị trường bán tháo mở biên á thì khi mà nó lên đây nè nó sẽ có những cái quá trình dập dìu test về bên dưới chắc chắn kiểu gì nó lên ngày mai mà nó phô mô bu đuổi á ngày thứ sáu cuối tuần anh chị không mua rướng mua rướng khác mua đúng điểm nha mua rướng là như thế này nè ví dụ như đức xanh ngày hôm nay anh chị không mua được ngày mai nó kéo ba bốn phần trăm đây anh chị mua rướng đây gọi là mua rướng nè thì nó sẽ có những cái quá trình test là những cái phần bên dưới đó nó sẽ có những cái quá trình test lên trên đây đây gọi là mua rướng còn nếu như anh chị mua đúng điểm là khi nào mua đúng điểm là điểm này nè điểm này nè điểm này nè đấy còn anh chị những cái điểm đằng sau chưa có những cái điểm mua. Nhưng anh chị yên tâm, cuối nữa, cuối cuối cái buổi á, buổi live ngày hôm nay á, em sẽ tặng anh chị những cái top siêu điểm mua. Rồi, à, quay trở lại nè. Cái kịch bản của thị trường em cho rằng ngày mai á, là nó sẽ tiếp tục FOMO, kéo lên quanh một nghìn, vượt 1 hai á. Khả năng ngày mai sẽ phá 1 nghìn hai vì em thấy nhiều cổ phiếu tết cung. Ví dụ Nam Kim tết cung nè, Hoa Sen nè, FCN nè, KSB nè, AGR nè, VDS nè. Nè. thì cửa ngày mai những cái cổ phiếu này những cổ phiếu ngày hôm nay chưa nổ ngày mai nó sẽ nổ và cái điểm nổ ngày mai sẽ là cái điểm cho anh chị mình cơ cấu anh chị đừng có bán bò mà tạo nương đừng có bán DIG, đức xanh mà mua những cái con như là năm kim sai lầm những cổ phiếu khỏe nó phải ép anh chị mua ở những cái vùng giá cao và anh chị thấy ngày mai đức ở đức xanh tăng trần dg cũng mực tăng trần sale tăng bao nhiêu tám trăm tám thì đó là những cái chúng ta cần phải đánh giá Hiện tại thị trường đang cân bằng và đây không phải những lúc chúng ta cho là rủi ro. Tuy nhiên, với một cái phiên thị trường bán tháo mà ngày mai nó kéo lên rướng á, nó mở gáp kéo rướng anh chị hạn chế không mua đuổi nữa. Hạn chế không mua đuổi với những cái phiên đó vì nó sẽ có những quá trình test lại 12. dụ ngày mai nó phá 12 lên 1215 á thì nó sẽ có những pha test lại 12 trước khi đi lên. Và hiện tại thị trường đang có một cái tín hiệu cân bằng khá là khả quan. Nó làm em nhớ đến giai đoạn này này. Thị trường của chúng ta rơi anh chị ơi. Ê, rơi gần 70 80 điểm, sau đó cân bằng thị trường xuất hiện những cái tín hiệu cân bằng ở đây 3 tháng 8 2020 em nhớ lúc đấy thì có những cái cổ phiếu như là kêu những cái mô hình kháng lại thị trường chung thị trường chung chỉnh Ok nó cũng bị chỉnh chung nè nhưng mà sau đó nó tiếp tục nó nổ lên vì sao vậy dòng tiền của nó quá mạnh đi Đã, dòng tiền của nó quá mạnh rồi lúc đấy thì em nhớ không làm mình như có TCM uh, nữa thì phải đúng rồi đấy những cái mô hình kháng lại thị trường nè chị thị trường chung rủ mà dòng tiền nó lỡ vào và khi thị trường rủ xong cổ phiếu bắt đầu kiệt khối lượng nổ lên đây chính là những cái điểm mua đấy đây chính là những cái điểm mua nè đấy rồi đây là những cái điểm mua nên chị nhớ giúp em nè những cái nhịp chỉnh em chỉ sợ một là chỉnh để mà chết chết là gì kết thúc chu kỳ hai chỉnh để mà đi lên trong một trend đó chỉ vậy thôi và hiện tại chúng ta đang sống trong một trend thì khả năng thị trường sẽ đi theo cái kịch bản này tùy thôi anh chị ví dụ ngày mai mà nó tăng mở gáp hưng phấn quá thì nó sẽ test lại trong phiên đầu tuần sau còn nếu như ngày mai mà nó tăng từ 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 đi lên như những cái đoạn này nè thì anh chị cứ thoải mái thôi nó sẽ tăng trong sự nghi ngờ mà thị trường sinh ra trong sự âm đạo mà chết đi trong sự hưng phấn nên em không cho rằng thị trường này nó sập sâu đâu nè rủ một cái nè. <laughs> bắt đầu mất về thanh khoản nè phục hồi đi lên lúc này thì em nhóm đánh con nào à, à con năm à, nam kim đấy rủ một cái nè bắt đầu mất về thanh khoản anh chị tại sao mất vậy bởi vì cái lượng cái lượng cung ít rồi những cái cây này rồi bắt đầu nổ lên đây chính là những cái điểm mua này nên là những cái nhịp chỉnh em rất là thích chính là sinh ra cái điểm mua cho trung hạn luôn nè từ những cái điểm khoảng giá 6.2 đi anh chị nắm trung hạn luôn rồi cho dù nó có rủ dưới đây đi anh chị vẫn đâu có lộ anh chị nắm tiếp thậm chí điểm này anh chị mua thêm đúng không mà nên cái phương pháp em là cái phương pháp nắm giữ và những cái nhịp chỉnh chỉ là những cái gì chất xúc tác thôi nè thị trường chung điều chỉnh từ 1 nghìn rơi về một 000 cổ phiếu này đáng ra cái này là cái vượt đỉnh nhưng vì thị trường không ủng hộ nó bắt đầu nó quay trở lại nó chỉnh chung khoảng bao nhiêu phần trăm 18%. Nhưng mà chị nhìn cái biên nè, kiệt khối lượng mất thanh khoản, nhỏ như là một cái giọt ly, một cái ly, một cái giọt cà phê pha phin, đúng không ạ? À? Đấy, thì bắt đầu nó nổ lên ngược trở lại. Thì rất là nhiều những cái cổ phiếu đang ở cái mô tiếp này. Lấy ví dụ anh chị hiện tại đi, ai, năm kim nè, ru bỏ bắt đầu kiệt khối lượng thì cửa ngày mai con này nó kéo lên đây rất là cao. Hay là con gì? Hoa sen, đấy. ru bỏ kiệt khối lượng cái cửa ngày mai nó quay trở lại rất là cao. Vậy những cái cổ phiếu này ngày mai quay trở lại có phải đi mua hay không? Đấy, anh chị sẽ hỏi em câu này đúng không ạ. À? Thì bây giờ chúng ta tạm khoan gạt qua cái điểm mua của cổ phiếu mà anh chị phải nắm cho em cái thị trường. Anh chị mình hiểu được, hiểu rõ những cái điều em chia sẻ mà có quá nhanh hay là có cái vấn đề gì thì anh chị cứ chat bên dưới nha. Anh chị nắm được mà em nói lại nè. À, cái kịch bản của thị trường hiện tại đang là cân bằng dưới. Và nếu như ngày mai nó mở gáp nó phô mô buổi sáng anh chị tuyệt đối không mua đuổi. Và mình sẽ chờ những cái quá trình cân bằng lại, nó sẽ test về những cái vùng bên dưới, test về quanh 1.2 này. Còn nếu như ngày mai thị trường nó tăng hai điểm buổi sáng, nó không mở gáp mà nó cứ tăng từ từ từ, từ 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 đi lên thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và hiện tại em không thấy cái dấu hiệu thị trường muốn trap khi có những cái tín hiệu nổ lên từ những cái cổ phiếu dẫn dắt lấy ví dụ anh chị nè à, giai đoạn này là năm kim nổ đúng không con gì nữa hoa sen nó cũng nổ con gì nữa viên đi nó cũng nổ nè đấy viên đi nó cũng nổ sau đó một vài viên thôi vì sao vậy vì chúng ta biết được à cái nhịp điều chỉnh này của con viên nè khối lượng nó hơi to nhưng mà nó không thả sàn tức là có một cái đội nào đó nó gơm ở đây nè anh chị nhìn đi khối lượng bao nhiêu 3 triệu cao gấp mấy lần bình thường cao gấp đôi bình thường mà nó giảm 3.1% đây là cái kênh nến trao tay sau đó cổ phiếu cơm mầm một tuần nổ lên lại đây là cái điểm mua nè <laughs> ssi nè rũ bỏ nè chỉ nhìn cái công thức nè rũ bỏ kiệt khối lượng bắt đầu quay trở lại đây điểm mua chạy nước rút của cổ phiếu nè đúng không ạ rồi quay trở lại với thị trường kế tiếp lấy chị rất là nhiều những cái ví dụ khi thị trường chung của chúng ta nè rơi hai ba cây cái điểm này là con nào đánh Đây gọi đúp ấy hay không anh chị vì sao lúc này nó phải rủ vì thị trường không ủng hộ thì nó phải rủ rủ xong nó cân bằng đây gọi là cái nhịp gì anh chị spring và tổ chức anh chị nhớ nè nó mượn cớ thị trường để mà nó đạt gọi là mượn gió để mà bẻ mạnh ví dụ trên mưa anh chị bán chạy ở mưa chẳng lẽ trời mưa chẳng lẽ trời nắng mà anh chị bán chạy ở mưa đúng không mà, ngộ mà trời mưa chúng ta bán ở mưa trời nắng chúng ta bán áo trong nắng đúng không ạ và cổ phiếu cũng vậy nếu như nó muốn đánh mà bây giờ thị trường không ủng hộ mà nó cảm nhận được là à nó có thể nó đạp để mà nó gom thêm tội gì nó không đạp và nó sẽ lợi dụng yếu tố để mà kiếm tiền yếu tố gì yếu tố thị trường chung đó là anh chị thấy nhiều cổ phiếu nó đang nổ lên ví dụ hiện tại con tên là h này. nó đang nổ lên ngon ơ nè tự nhiên thị trường không ủng hộ thì nó rượu hiện tại kỳ khối lượng khả năng ngày mai nó nổ rất là cao nên anh chị có tên là H, anh chị cứ giữ và hiện tại nó đã có những tín hiệu cổ phiếu nó xác nhận đi lên lấy ví dụ anh chị và cái lấy anh chị một vài cái ví dụ dẫn chứng nó đi đây nè, nè rủ bỏ đúng không lúc này thì em đánh con nào đây group nè à, vip nè đấy nó vừa rủ xong nhưng mà bắt đầu kiệt khối lượng tự nhiên cái rủ xong nó mất thanh khoản nổ lên đây là cái điểm mua của em nè à. đây cũng là cái điểm mua của em nè à. rồi con nào nữa ta liên việt boss băng nè anh chị nhìn đi đây là cái vượt đỉnh nhưng mà nó vượt đỉnh thiếu khối lượng gọi là phân kỳ giá khối lượng gặp yếu tố thị trường không ủng hộ đúng không ạ à? rồi nó cũng có một cái nhịp rũ rủ, rủ bao nhiêu phần trăm À, rủ khoảng 23 phần trăm rủ 23 phần trăm anh chị kêu đâu trên không cổ phiếu nó cân bằng nổ lại ngay pivot nè pivot nè bùng nổ chu kỳ nè ba điểm mua ok mà ạ pivot pivot bùng nổ chu kỳ em nhớ lúc đó em đánh cái điểm này nè em vào khoảng 30 phần trăm rồi cái điểm này em đi khoảng 40 phần trăm rồi cái điểm cuối này em nhỏ em nhờ mà margin vô là 50 phần trăm đại vì em biết được cái điểm bùng nổ này nó là cái điểm xác nhận cho cổ phiếu bước vào giai đoạn giai đoạn thay đổi đặc tính luôn á. Nên là từ cái điểm bùng nổ này cái điểm dòng tiền nó vào thì cổ phiếu tăng giá 8 lên 18, 10 giá, gần như là tăng hơn một 100 mấy chục phần trăm, 120% phần trăm. giả mang thôi chị nhờ thị trường chung chỉnh thì cổ phiếu này mới tăng lúc đấy thì mình nhớ có con STB nữa nhưng mà STB nó không mạnh bằng do cái lượng đã bám của nó to nó không kịp cung nè vượt đỉnh nè không kịp cung không kịp như những cái con kia và dòng tiền nó bị yếu à, dòng tiền yếu nhưng mà vì cái sóng dòng nên nó cũng sẽ đi lên ngược trở lại nên là anh chị đừng có lo thị trường chung chỉnh em đánh giá thị trường nó chỉnh xong rồi và à, ví dụ ngày mai ngày mốt nó có kéo lên buổi sáng mà nó kéo phô mô thì anh chị đừng mua đuổi giống như này nó kéo hai ba phiên đó, nó rũ một cây rồi nó mới lên được đấy đó là kịch bản thị trường đó nó, nó tăng quá mạnh trong ngày mai đấy, nó kéo lên kiểu gì nó cũng sẽ có gặp áp lực một áp lực bắt đáy nè hai là áp lực hòa vốn bán trên đây gây một cái cây giảm điểm lại nên là em thông báo anh chị trước luôn để anh chị mình chuẩn bị tinh thần tránh những cái phiên mà cứ hờ hoãn lại một tí là anh chị em ơi thị trường sập nhiều khi bị ảnh hưởng rất nhiều không hay đâu anh chị rồi đây nè thị trường rũ À thị trường rũ bắt đầu nó kỳ khối lượng, gọi là vùng cân bằng dưới. Kỹ thuật này là kỹ thuật kỹ thuật nâng cao. Gọi là kỹ thuật cân bằng dưới nha anh chị. Mức thanh khoản nè, mức thanh khoản rất tốt, cân bằng dưới nè, lên nè, rũ lại. Ủa, tại sao khúc này nó cần phải rũ em? Vì đây là cái cây uptast, nó lên nó rũ lại nhưng mà nó có cái trend. Ok mà, nó có cái trend. Thì ok có trend thì nó cứ đi lên thôi, nhưng khúc này là con nào đánh? Lại là năm kim. Đấy, lại là năm kim, lúc đấy năm kim vẫn dẫn dắt mà anh chị, em dùng những cái con như là năm kim làm kim chị nam á dùng những cái con này kim chỉ nam thị trường chung chỉnh ok xem cái con leader chết chưa anh chị nhìn đi đây nè phân phối một cây 7 triệu so với trung bình là cao gấp 1.5 giảm sàn phân phối à không mà bản chất đây là cái phần nguyên nhân tái tích lũy tái tích lũy rũ bỏ nè đây là gì đây là spin spring up, spring up. đây là UTA đấy vẽ ra cho anh chị anh chị nào quýt anh chị biết UTA nè đấy còn đây là gì đây là spring bỏ quên spring rồi bắt đầu nổ lên thì chúng ta biết là à, thị trường chỉnh xong rồi tiếp nè các bạn nè thị trường tháng 8 luôn thị trường chung chỉnh nhưng mà con nào nổ em EDG. đấy lấy ví dụ anh chị nè thị trường chung chỉnh mà đây là cái mô hình gì kháng lại thị trường nổ lên nè à con gì nữa PC. <laughs> nổ lên nè thị trường chung bình chỉnh nổ lên nè rồi con gì nữa uh, DIG đấy nổ lên nè thì chúng ta biết được biết được là gì anh chị những nhịp chỉnh á à nếu như mà biết nó xác nhận đã đi lên thì nó phải gắn liền yếu tố là có cổ phiếu nổ dẫn dắt đó có cổ phiếu dẫn dắt nó nổ lên đúng mà và hiện tại thị trường nó có chưa anh chị cho em một cái câu trả lời đi hiện tại có cổ phiếu nổ nó đã dẫn dắt đi lên chưa anh chị bình luận cho em một cái câu trả lời đi ho quá anh chị đấy anh chị thấy hay ủng hộ một cái nút like nhé một cái nút like một cái nút đăng ký kênh nhé anh chị nắm được mà nắm được mà đấy và hiện tại thị trường đã có những cái cổ phiếu nào mà nó nó, nó đã báo hiệu rồi em APT. SSI. SS DG Đức Xanh vậy bôi gì nữa đây thị trường nó không bố, nhưng mà do anh chị mua sai điểm thì anh chị bị chỉnh ngắn hạn thôi chỉ có như vậy thôi đó là góc độ khiêm đi phân tích về thị trường thì thị trường nó chỉ có hai cái kịch bản em chia sẻ với anh chị thôi một là ngày mai tăng quá mạnh thì <laughs> kiểu gì cũng có quả test lại còn hai là đi từ 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 rồi cứ thoải mái có lần hiện tại thị trường ok ngày hôm nay cái phiên test mà dòng tiền vào vậy tương đối khá là tốt và đánh giá thị trường nó sẽ phá một nghìn và tiến về một nghìn lắp cái gáp trên đây nếu mà ok hơn nó sẽ phá luôn và kéo về những cái vùng 1 ba và em chưa cho rằng thị trường nó đã đạt tạo đỉnh và nó rơi đâu quan điểm em vẫn nhất quán như vậy thôi chúng ta vẫn sống trong một trên và sau những cái cú điều chỉnh này sẽ là những cái cơ hội tuyệt vời để anh chị mở mua những cái vị thế rất là tốt lấy ví dụ chị nè à, ví dụ ngày đi nhờ cái cú chỉnh này thì con đê gà đúp nổ nè DGC nổ này, Thì đây là những cái điểm mua rất là tuyệt vời Những cái điểm mua gần như là chân sống anh chị Đấy DGC nè Rồi như con gì TCM Không à, à Lấy ví dụ anh chị nè Con Con à, Con Giu Nè giai đoạn này nè Đấy thị trường chung chỉnh nè cổ phiếu quá một cây bắt đầu nổ lên nè đây là những cái điểm mua cực kỳ an toàn luôn nên hiện tại em đang đánh giá là thị trường ổn có thể mình giải ngân mới và mình sẽ lên cái chiến lược chuẩn bị mọi tình huống với thị trường nên là anh chị nào mình đang cầm tiền mà vừa rồi mình lỡ bán rồi á anh chị mình muốn mua mua lại thì có thể liên hệ với em xin hệ trên màn hình để mà tham gia room hệ thống khách hàng thì em xin gửi anh chị một vài nhận định tại room hệ thống khách hàng để anh chị mình có thể mình cảm nhận đây tin nhắn ngày hôm qua tại hệ thống khách hàng của em nè đấy 11 à, anh chị em nghỉ trưa thị trường này ổn không có gì quá xấu volume ở mức thấp đa phần là test lại thà nó test sáng theo buổi, buổi, sáng nó kéo 10 điểm mà buổi chiều nó test lại đấy nó test luôn buổi sáng rồi chiều nó kéo đỡ hơn là sáng kéo mạnh quá quay về lắp gáp lúc này sẽ hoảng loạn chú ý sau cú rủ ngày thứ sáu những nhóm ngành còn như địa tăng trưởng nó sẽ lộ ra ngay anh chị nhìn che nhìn chẹt là biết bọn chứng khoán bất động sản nó khỏe cỡ nào ngày hôm qua nhé tiếp à, ngày hôm nay một giờ chiều nè chị một giờ chiều chiều nay nhiều mã sẽ nổ lên đặc biệt chứng khoán bất động sản lúc này nó chưa nổ đâu à chín giờ năm sáng nha trong một hai phiên tới 9 ngày 53 sáng ngày hôm nay trong một hai phiên tới sớm thì chiều nay thị trường sẽ kéo lên và các nhóm ngành 90% hội chung anh chị em nào đang cầm những cái nhóm ngành không còn tăng trưởng thì nên hạ ra để tiền đánh những cái cổ phiếu tăng trưởng đẩy từ giờ đến cuối năm những nhóm ngành không còn sự tăng trưởng là gì em thủy sản dịch may điện phân bón bán lẻ vân vân và vân vân ở chiếc xúc tác của bọn này chưa thấy nhưng mà chiếc xúc tác của những cái cổ phiếu à mà đang dẫn dắt thì em thấy rất là rõ đấy thì <laughs> hiện tại hệ thống khách hàng của mình mình đã quay trở lại mình giải ngân và thật ra mình giải ngân trước đó rồi mình giải ngân trong cái phiên test đáy của thị trường rồi ngày hôm nay mình bắt đầu mình gia tăng thêm đấy à, ngày hôm qua khi mà thị trường giảm 7 điểm này anh chị em mình không bán ngày hôm trước thị trường đạt 30 điểm còn không bán nay rung đùi nay rung tí đừng có để rớt đấy, tin nhắn khi mà thị trường giảm điểm nha đó là những cái, những cái nhận định tại room hệ thống khách hàng đó là anh chị nào mình thấy thích quan tâm có thể liên hệ qua số điện thoại trầm hình để mà tham gia rồi khi mà phân tích xong với thị trường chúng ta đánh giá lại a à, những cái cổ phiếu dẫn dắt NSI ngày hôm nay ai SI nó nổ lên nhưng mà nó bị một cái là vượt đỉnh thiếu khối lượng nhưng mà cái cây vượt đỉnh thiếu khối lượng này nó có chết hay không nhiều anh chị hỏi là, em ơi ai SI nó có nó có chạy nước rút chưa đầu tiên chúng ta xác định đây là mô tiếp tái tích lũy của cổ phiếu và càng lên cao cổ phiếu nó càng tái tích lũy thì để những cái vùng này mà để nó phân phối nó phải cần tạo một cái quả UTA ở đây UTD UTD chứ mà UTA thì nó kéo đây nè à. kéo rất mạnh xong rồi sao nữa em quay đầu trở lại cắm đầu rồi đây là cái quả UTA lấy ví dụ chỉ công viên đi nha 2022 mình trải qua rồi đây nè kéo lên rất là mạnh tạo một cái quả bull trap đây là gì UTD UTD sau đó cổ phiếu cấm đầu rơi cùng với điều kiện của thị trường con nào nữa em VB băng đấy dao động rất là lỏng bán xả nè đây là quả gì anh chị UTD sau đó cổ phiếu và thị trường chung của chúng ta rơi quan trọng là gì thị trường rơi thì đây nó mới tạo một cái quả UTD nên em lấy kịch bản anh chị để mà thị trường của chúng ta phân phối thì những cái cổ phiếu chứng khoán nó phải lên đây tạo cái đỉnh UTD này mà rơi nhưng mà cái xác suất đó em đánh giá nó thấp xác <laughs> suất của nó thấp và hiện tại mô tiếp của những cái bọn chứng khoán là tăng trưởng này lên gom lên gom và ngày hôm nay là cái phiên bực đỉnh dòng tiền cao hơn cái mức trung bình em đánh giá ổn nhưng mà nếu mà đẹp thì ngày hôm nay nó phải bật tăng trừng cứng và volume khoảng 60-70 triệu thì nó ok nhưng mà anh chị sẽ <laughs> đặt khỏi cho em ngày hôm nay cổ phiếu SSI vượt đỉnh nhưng mà nó thiếu khối lượng thì nó sẽ như thế nào em liệu nó có chết hay không theo em nó sẽ không chết và những cái cổ phiếu này thường nó sẽ có hai kịch bản một là nó lên đây nè nó đi rải vài bậc phiên lên những vùng 33 34 á rồi đi ngang một thời gian nó lên về lại lại đi ngang một thời gian sau đó có những cái cú rủ về <laughs> nó sẽ có những cái cú rủ về rồi nó mới chạy nó rút lấy ví dụ chị con năm kim nhé khi mà vượt đỉnh thiếu khối lượng nha khi mà vượt đỉnh thiếu khối lượng đây nè à anh chị xem này. Giá đèn này của con Nam Kim này. Nè, Nà, nổ lên nè, vượt đỉnh thiếu khối lượng, sau đó gắn liền với những cái quả rũ, rũ kia khối lượng thì nó nổ lên, hay là con gì ta? Con đức xanh, lấy ví dụ chữ đức xanh nhé. Đây. Rồi. Right. Vượt đỉnh thiếu khối lượng, à, vượt đỉnh không dứt khoát, sau đó có những cái quả rũ rồi nó mới nổ lên chạy nước trúc. Tiếp, đây nè, những cái phiên đáng là cái phiên này phải là cái phiên mục đỉnh mà nó không xảy ra phân kỳ giá khối lượng đúng không ạ à? giá tăng khối lượng giảm thì nó có những cái cứu rượu rồi nó mới bắt đầu nó nổ lên thì quay trở lại với cái kịch bản của con SSI thì sao em em cũng cho rằng một một kịch bản thôi những cái cổ phiếu dòng tiền hiện tại nó đã vào thì ít nhất trong phiên ngày mai nó sẽ kéo lên qua những cái vùng 33 34 nè anh chị nào có hàng rồi chị ngồi yên nha ngồi yên kéo lên trên 33 34 thì cái kịch bản đầu tiên là cái kịch bản chưa chạy rút đi thì nó lên là lại đây nè nó gắn liền một cái cứu rượu <laughs> gắn liền một cái cú rượu, rồi nó mới chạy được còn kịch bản mà nó chạy nó rút luôn á Lấy anh chị một cái ví dụ như là con gì ta? STB thì vậy. Lấy ví dụ anh chị một cái kịch bản mà nó chạy nước rút mà nó không kịp volume á, thì nó sẽ như thế nào nha. Đây nè anh chị. À, vượt đỉnh là thất bại nè. Đúng rồi, đây nè, giai đoạn này nè. Vượt đỉnh mà phân kỳ giá khối lượng nè, thất bại nè. Rút một cái, nổ nổ lên thẳng luôn. Anh à, chị nhìn đi, dòng tiền nó cuồn cuộn không? Dòng tiền vào mua cuồn cuộn nè. Rút một cái nổ lên. Thì đây là giai đoạn nước rút của nó. À, giai đoạn nước rút của nó là thứ nhất là gì? Phải có cái yếu tố rủ hai là dòng tiền phải cù cuộn như thế này nè, hay là con gì nữa ta? liên viên Boss postbank đây nè anh chị <laughs> anh chị nhìn nè dòng tiền của nó rất là cuồn cuộn đúng không mà này những cái phiên vượt đỉnh thiếu khối lượng vượt đỉnh uh, vượt đỉnh kháng cự cũ nè bia tăng có bốn phần trăm thôi mà vô lên một khoảng 12 triệu nếu mà em tô bớt đi, xóa bớt đi xóa bớt đi anh chị mình dễ nhìn nhá phiên này nè đây đây chính là cái phiên vượt đỉnh của nó vượt đỉnh thiếu khối lượng nè phân kỳ giá khối lượng thì sao em rồi nó lại lại lên lại lại lên rủ một cái nổ lên khối lượng bắt đầu gì nhồi tiền vào đấy tiền nó nhồi vào liên tục luôn tiền nó tăng dần nè anh chị thấy không tăng dần nhau liên tục thì đây là nước rút của nó thì nó chỉ có hai kịch bản đó thôi anh chị nên những cái cổ phiếu như là SSI anh chị có hàng anh chị cứ giữ còn điểm mua mới hiện tại nó không có và những cái cổ phiếu này em Thật sự mình không biết được nó có chạy nước rút luôn hay không nếu như những cái bọn chứng khoán mà nó chạy nước rút là thị trường nó sẽ hết dư địa sớm nhưng mà em thiên vào kịch bản là nó nổ lên nó tích lũy nè nó tích lũy nó, nó rủ rồi nó nổ lên tiếp thì nó sẽ ok hơn nó đi lên bền giống như đèn này nó nổ lên lúc này nó không chạy nước rút thì nó tạo một cái vùng biên đi ngang nó có cây rủ nè cái 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 rủ nè quay lại test cái đấy nè đấy khối lượng nó to không bắt đầu nổi lên đó thì những cái cổ phiếu SSI nếu như mà anh chị mình coi biểu đồ tuần á cái này app này hiện tại bị lỗi không có được biểu đồ tuần đấy không có được biểu đồ tuần nhưng mà nếu như là anh chị mình coi biểu đồ tuần á thì anh chị thấy là cái tuần này là cái tuần SSI nó vượt đỉnh dòng tiền vào rất là ok đấy thì những cái cổ phiếu này là những cái cổ phiếu vua rồi và cái mảng tự danh của hàng SSI á em đọc báo có tài chính của nó là nó tự danh hơn 50% so với cái vốn so với cái tổng tài sản của nó và nó đã gom từ những cái cổ phiếu phía dưới nên là cái kết quả tự doanh của bọn này rất là cao nên kỳ vọng tăng trưởng của cái cổ phiếu SI rất lớn và bắt đầu dòng tiền vào này giống con gì stb á stb này cái cái hiện tại stb là cái dư nợ cái nợ xấu của nó tăng cao nhưng mà cái tiềm năng doanh nghiệp nó có tiềm năng ngân hàng nó có thì những cái cổ phiếu này nó khỏe hơn đấy nó khỏe hơn những cái thằng như là gì Ở tiên phong băng một bậc nó khỏe hơn tiên phong băng một bậc nhưng mà chú ý những cái cổ phiếu stb á hiện tại nó không còn điểm mua ha hiện tại chưa có điểm mua việc những cái vùng này giai đoạn của nó khá là lòng nhưng mà nhìn chung thì những cái cổ phiếu khỏe những cái cổ phiếu có có chuyện tăng trưởng như là STB, SSI thì giá rất là cao thì em thiên và kịch bản nó nổ lên này nó rủ bỏ đi ngang trong cái vùng biên rồi sau đó nó sẽ nổ lên tiếp đó đây là những cái con báo bảo á báo bảo là gì là thị trường sắp vào sóng mới đấy dòng tiền nổ bằng. một cái cây kích hoạt rất là ok anh chị ghép thanh ba lại thì em đánh giá là <laughs> đạt tiêu chí về biểu đồ tuần nhá SS này đấy những cái cổ phiếu này ngày hôm nay là cái điểm pivot của cổ phiếu ngày hôm nay là pivot nè vì sao vậy mô hình tái tích lũy nè dòng tiền nổ lên đây là cái xác nhận cổ phiếu sẽ bước vào một cái quá trình là chuyển giao chu kỳ. Tự nhiên ở những cái vùng đáy nó nổ cây volume to, nó làm em nhớ cái câu chuyện của con liên việt boss băng á. đây rồi nghe này, đi ngang là tiền nổ cây volume to, con ngồi vậy, tự nhiên đi ngang mà tiền nổ một cây volume to thì nhờ cái cây volume này chúng ta mới biết được, à, dòng tiền nó vào nó định giá cổ phiếu này quá rẻ, nó phải tranh nhau nó mua, đấy, định giá quá rẻ thì sao cổ phiếu liên việt boss băng anh chị thấy cái đường đi nó rất là kinh khủng không? kinh khủng anh chị, rất là kinh. Thời này là còn bầu thụy làm chủ tịch liên việt boss băng á, đấy, rất là kinh khủng đúng không à đấy sau này thì mới thoái vốn ra nhưng mà chỉ thấy những cái dòng tiền này những dòng tiền nổ từ đấy này thì nó không đơn giản đâu đó là lý do tại sao em nói SHS nó mạnh đấy nổ này một cái cây volume rất là to ở những cái vùng đấy rồi đi lên tái tích lũy lên thì đây là một tiếp tái tích lũy của cổ phiếu thì không thể nào mà lên đây nó phân phối chết được nếu như ở đây nó phân phối nó phải kéo lên nè tạo cái đỉnh số 2 siêu phô mô nó phải tạo cái đỉnh số 2 siêu phô mô giật lên giật xuống liên tục đó, thì nó mới có một cái quả là gì UTAD rồi nó cắm đầu nó rồi nhưng mà hiện tại em đánh giá xác suất nó không cao đấy nên là hiện tại SSS nó là cái phiên pivot thì khả năng những cái cổ phiếu này sẽ đi lên ha những cổ phiếu này <laughs> này đã có xác nhận đi lên rồi nên chỉ có hàng là chị có giữ đừng nhảy lung tung nữa nhé VCI nè ngày hôm nay là cái phiên test cung cái vùng nền nè rũ bỏ nè test đáy nè test đáy nè nổ lên nè đó những cái phiên test đáy giật lên nè đây những cái cổ phiếu VCI mà ngày mai nó nổ lên tặng anh chị đi mua nhé ngày mai VCI nổ 10 triệu anh chị lấy được luôn nổ 10 triệu 10 triệu giống cái này anh chị có thể lấy được luôn đúng không à đấy cái điểm này em nói là cái điểm mua điểm mua cực kỳ an toàn của cổ phiếu VCI. anh chị em trong luôn khách hàng em nhớ rất là rõ cái điểm này nè à, anh chị chắc là cái tin nhắn là anh chị biết à Điểm mua cực kỳ an toàn của cái cổ phiếu VCI đấy vì cái cây nền vượt đỉnh thiếu khối lượng thì bắt đầu nó quay ngược lại test và hiện tại đây là cái phiên gì một cái phiên test test cung đấy thì khả năng ngày mai con này mà nó nổ 10 triệu anh chị có thể lấy mới với cái cổ phiếu VCI và anh chị hãy nhớ em mà ghi chép lại những cái điểm mua nhá những cái điều kiện mua nhá anh chị HCM này chứng khoán lớn đi ngày mai test cung ngày mai mà nó nổ lên cái cũng rất là đẹp nổ 10 triệu anh chị có thể lấy mới với HCM mua tiếp gì gãy nên đủ tạo nên đi ngang nè rủ một cái nè rủ thủng đáy kéo lên nè đây là cái nhịp gì wash out wash out là rũ bỏ đó anh chị một cái nhịp rũ bỏ trong cái vùng hợp Davas rồi bắt đầu giật lên ngày mai tích cung khả năng sắp tới nổ rất là cao mờ bét vậy nè những cái này cái kênh của nó là kênh xu hướng lên đấy tích lũy hướng lên thì những cái cổ phiếu đây là cái quả spring mình cái quả spring thủng mọi cái nền á thì những cổ phiếu này mà nó nổ phá cái kênh này là dạng nước rút nha nó giống con gì em giống con uh, dig hay à, giống con you à, con you đây đây là quá trình tích lũy hướng lên của cổ phiếu này tích lũy hướng lên này bắt đầu nó phá được những cái kênh giá đi lên này thì con mà bé nếu mà nó phá được cái kênh giá này nó sẽ có quá trình chạy nước rút nha đấy nó sẽ có quá trình chạy nước rút như thế này nè. nên là anh chị cầm mờ thì anh chị có thể mình giữ được nhưng mà khi mà em xem báo cáo tài chính á, thì cái doanh nghiệp mờ á, cái công ty chứng khoán này á, cái mạng tự doanh của nó nó không mạnh nó mạnh do đâu em mạnh do thị phần nè à, mạnh do cái lãi vay nè rồi mà cái tự doanh thì nó nói chung là ba cái cái nguồn doanh thu chính của nó nó tăng đều rồi nó tăng đều chứ nó không có cái sự đột biến mà nó phân bổ đồng đều đấy <laughs> ví dụ SL là 50% phần trăm vốn tổng tài sản của nó hơn á là nó dùng cho tự doanh FVBTBL đấy à, rồi à, những cái cổ phiếu như là vít đi thì nó cũng dùng hơn 55% phần trăm vốn nó nó trên tổng tài sản nó đầu tư về mạng tự doanh nhưng mà con mb nó chia ra là ba 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 tức là gì nó chia đều chia đều chia đều thì những cái cổ phiếu này nó là những cái cổ phiếu có cơ bản À, có cơ bản nó không thùng về đầu cơ đâu nên là anh chị thấy cái giai đoạn này nó, nó, chậm là như vậy đấy rồi VCI HCM BS VND những cổ phiếu VND này ngày mai tích cung cái cửa ngày mai nó nổ rất là cao ngày mai VND mình nổ khoảng 50 triệu anh chị lấy mới được luôn nha 60 triệu càng tốt à, VND ngày mai tích cung cửa nổ rất là cao ngày ngày mai á, hoặc là trong tuần sau á, miễn một hai phiên tới xuất hiện một cái điểm nổ 60 triệu cổ phiếu bật tăng trần anh chị lấy mới được luôn giống cái điểm này Đó, anh chị lấy mới được luôn và đây là cái gì đây là cái rủ bỏ đây là cây rượu bỏ thay máu nhà đầu tư nè rượu bỏ thay máu 105 triệu mà nó còn đi lên được thì chẳng lẽ những cái cây này nó phân phối không không phân phối được những cái cây này bản chất là rượu bỏ nhà đầu tư thôi đấy thì những cái cổ phiếu VND á, thì anh chị chú ý được cho anh sách theo giỏi, tặng anh chị đi mua bùng nổ trên 60 triệu có thể lấy với VND vít <laughs> ngày mai tăng trưởng những cái quả ban ra mắt của cổ phiếu nha những cái này phi phân tích rồi nó cứ chừng chừng kéo kéo lên thôi sàn chân sang chân những cái cổ phiếu này không còn điểm mua dư địa kéo mạnh nữa nên chị chú ý đừng có mua rướng những cái vùng này nó không hay mặc dù là em biết cái lực nó mạnh đó nhưng mà để mà dư địa nó tăng mạnh nữa thì hơi khó nó phải cần sai cái nguyên nhân của nó đủ lớn nhé video ngày hôm nay tích cung khối lượng hơi to giai đoạn hơi lỏng chưa mua được nhá nhưng mà anh chỉ có hàng anh chị giữ được Ờ SSI, FS những con này yếu hôm nay tích cung là khả năng của nó cũng rất dễ có những nhịp nổ lên nổ lên cũng canh bán đi những này chậm em không ưu tiên đâu Ores tích cung nè ngày mai nổ khoảng 5 triệu anh chị có thể lấy mới nha tạo nên nè gãy rũ nè tết cung mới giống như đèn này nè Ờ à, giống con gì ta agr anh chị nổ hụt nè gãy rũ nè tết cung nè đấy nổ lên nè đây nè đang chỗ này nè thì anh chị chú ý agr mới tết cung nè ngày mai mà nó nổ lên anh chị có thể lấy mới luôn cái phiên niệm nhớ là giảm sàn ai à, giảm sàn ai mà bắt sàn là lãi bảy bảy ba phần trăm ngày mai tăng bao nhiêu ba phần trăm nữa mười phần trăm mười hai phần trăm ai bắt đáy cái cây này nè lãi 12 phần trăm luôn Ủa <laughs> tại sao nó chưa chết anh chỉ nhìn cái khối lượng khối lượng như thế này thì chết kiểu gì phân phối được đâu mà chết bắt đầu kỳ cung mình mới tích cung ngày mai nó nổ rất là cao ngày mai nó nổ ba bốn triệu cổ phiếu em nghĩ nếu mà đẹp là ba triệu ba triệu cổ phiếu anh chị có thể mới với agr nhé rất nhiều cổ phiếu ngày mai tích cung biết ai nè tích cung nhá ngày mai nổ khoảng 3 triệu anh chị lấy luôn đó mô hình gãy nền rũ tạo nền gãy rũ tích cung đấy cái nền gãy rũ tích cung những cái cổ phiếu biết ai thì cái mảng tự doanh của nó cũng mạnh đấy, em coi báo cáo chính này cũng ok CTS thì rất là tuyệt vời những cái con này em đánh, em đánh giá rất là cao trong những cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ đấy rủi bỏ là tết cung quay lại trở lại ngay nguyên cái vùng này cái vùng tích lũy chứ không phải là vùng phân phối đâu như volume như thế này càng ngày càng giảm thì phân phối chịu gì anh chị phân phối bằng mắt không phân phối không phân phối được đấy những cái cổ phiếu ngày hôm nay nó cũng là tết cung ngày mai mà nó nổ lên là, là anh chị có thể mà lấy mới luôn ví dụ điều kiện mua là khoảng 3 triệu đến 4 triệu nè cây dòng tiền vào xác nhận rồi làm sao mà để gãy thủng được nên anh chị cứ thoải mái tự tin trong giai đoạn hiện tại chúng ta biết tại sao chúng ta mua mua về gì thì bán vì đó nhá rồi bms những con này yếu ngày mai nó cũng uh, ngày mai tết cung khả năng nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên trên nhưng mà thôi em không đánh giá cao những cái cổ phiếu này abg này, nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên trên trước mắt nhá nhìn chung cả dòng chứng khoán nhỏ em thấy là cái tín hiệu rất là đẹp fts này những này cũng rất dễ quay về những cái vùng bên trên anh chị có hàng anh chị chỉ được chờ những cái điểm mùng nổi đây mà mình có thể mình tham gia đây cũng là những cái phiên watch out của cổ phiếu đây là watch out spin spin watch out là một nha uh, spring ấy, với là watch out là rủ bỏ nó là một nha anh chị ấy bản chất nó là một thôi cũng là ép nhỏ tư để bán nên chỉ có những cái cổ phiếu chứng khoán nhỏ hiện tại anh chị còn cầm anh chị cứ giữ không cần phải bán tháo những cái cổ phiếu này anh ok rồi tiếp là tặng anh chị những cái điểm mua tiếp hoa sen ngày mai tết cung là ngày mai nổ khoảng 20 triệu cổ phiếu anh chị xong anh chị lấy 20 triệu cổ phiếu anh chị xong vào lấy được nha vượt đỉnh thất bại nè rũ bỏ tết cung nè tết đấy rất là ok đây là cái vùng bọn đó, nó gom hàng <laughs> rũ bỏ nè gom hàng nè cái nhịp là cái nhịp spring trong phiên luôn á spring trong phiên kéo giật lên nè đấy ngày mai tết cung cửa nổ cũng rất là cao năm kim vậy nè cái thế này anh chị nhìn cái khối lượng cái năm triệu hai <laughs> cây này hai cái ép bán nè hai cây gần 32 triệu Đấy, mỗi cây 16 triệu thì bây giờ lượng cung chỉ còn khoảng 5 triệu 7 thôi, ai muốn bán cũng bán sạch rồi, Đấy, rủ bỏ nè Thì nếu như mà anh chị cầm năm kim á, ngày mai mà anh chị muốn cơ cấu á bật lên đây anh chị để cơ cấu, à, bật lên đây là anh chị để cơ cấu Còn anh chị giữ thì giữ vững được nếu muốn cơ cấu sang những nhóm ảnh khác thì hãy cơ cấu khi thị trường tăng mạnh Đấy khả năng ngày mai những con chưa tăng sẽ tăng năm kim hoa sen họ phát, ngày hôm nay tết cung nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên trên nha, những con này đánh giá rất là ok, và tháng 9 anh chị thấy là nó đóng cửa lò cao đúng không ạ? Lò cao số 3 số 4 gì đó. Nhưng mà bản chất nó không phải đóng cửa bỏ mà là để update lên, nó nâng cấp lên để mà tăng cái sản lượng của nó. Nên là anh chị khi, khi đọc tin tức anh chị uh, chú ý một tí, đừng có đọc qua những cái tiêu đề rồi mình uh, lại nói uh, bây giờ họ phát đóng cửa lò cao rồi lợi nhuận nó giảm không có, mà nó là nâng cấp cái lò cao của nó nha. Đấy. Rồi, ờ uh, là H đi. Test là H nè. Tết cung của nó khả năng nó sẽ quay về những vùng 8 8 9. VGS này nó cũng sẽ quay về những cái vùng khoảng 19 20 nhưng mà những cái cổ phiếu này em thấy nó yếu. Đây là cái nhịp spin của nó này. Nó sẽ quay về những cái vùng trên này nha. Em đánh khi nào? Nổ lên này, nó test lại ở đây. Nó nổ thêm một nhịp nữa, em sẽ đánh cái nhịp này. Đấy, đánh cái nhịp này, kể cả T là H luôn. kéo lên nè, Nó rủ ra đây nè. Rồi nó nổ lên, em sẽ đánh cái nhịp này. Còn hiện tại em chưa đánh với những cái cổ phiếu này nha. Rồi, dầu khí đi. Dầu khí hiện tại cũng em đánh giá cũng là tích cung á, nhưng mà cái lực nó hơi yếu. Nó cũng sẽ quay về những cái vùng trên này thôi, nhưng mà vùng trên này cái lượng cạn của nó nhiều. Lượng cạn trên này tương đối khá là nhiều nên không mua tiền BVD này dầu khí thì nên đánh thượng nguồn thượng nguồn là những cái thằng khai khoáng dầu khí có bvd bvs đấy khối lượng rất là bé không còn ai bán nữa chỉ cần một cái lực nâng nhẹ kích cầu thôi những cái cổ phiếu sẽ quay trở lại ngay nhé và đây là những cái điểm spin của cổ phiếu bsr <laughs> tết cung khả năng cũng sẽ quay về những vùng trên thôi ôi đấy khả năng một hai phiên tới thôi những cái cổ phiếu chưa tăng thì nó sẽ tăng nên là anh chị đừng có bán đuổi nữa vcg nè em nghĩ nó cũng sẽ quay về những vùng bên trên nhưng mà khối lượng bán những cái này khá là to nên là anh chị cũng phải cẩn trọng cẩn trọng một tí rồi bc 1 thì sao À, những này là hết chỉ địa tăng trưởng nha. Những nhóm ngành này là những cái nhóm ngành cần cơ cấu. Ở à, nhìn cái trend của nó đi. Cái trend hướng xuống như thế này thì chơi kiểu gì? Em không thích chơi những cái con hướng xuống. Bao nè, đấy, trend bắt đầu hướng xuống này. Rơi khối lượng to nè, hồi lên hai ba cây khối lượng bé, những cổ phiếu này cần phải hạ ra. Hà đô tới chung, con này cũng rất là dễ quay lên trở lại. Hà đô thì nó chuyên về mạng năng lượng tái tạo về thủy điện thì vậy. Đấy, à, thì những cái cổ phiếu này nó cũng có cơ bạn. Ri, những con này tích lũy đấy nha. QTB, BBC, thôi những cái này rơi ngày hôm nay thì có những dấu hiệu là như là ấn độ cấm xuất khẩu đường những cái cổ phiếu đường nó tăng trước đó mà ví dụ như là lss nè bật tăng trần mà không volume bén quá bé quá gần như là nó nó không cho ai mua á. thì những cái cổ phiếu này khi nào mà đánh được giả sử nè nếu như đây là cái vùng tái tích lũy của cổ phiếu đem tôi tô lại đây này, cái vùng nhỏ này, là cái vùng tái tích lũy của cổ phiếu thì đây là cái điểm điểm spring thì nó phải kéo lên trên đây anh chị nó kéo đây nè nó rủ một cái nè nó nổ lên anh chị mua được đó đây là cái điểm gì cái điểm để anh chị mua vật định giống con gì giống con xe quá đây, đây là cái vùng tái đây là cái vùng tái tích lũy đi nó rủ xong nó kéo lên nó test lại hệ thống em mua cái này nè chính xác là ngày 11 tháng 8 và cái điểm ngày 14 tháng 8 là hệ thống thành, mua con sale đấy mua cái điểm này nè đấy nó phải kéo lên nó rủ lại thì đây là cái điểm mua thì cái con là ích cũng vậy thôi nó phải kéo lên nè nó rủ vào đây nè nổ lên đó là cái điểm mua của em quy nè có lượng to chưa đóng trần được đúng không nó mới tăng 7.2 phần trăm nó như sàn ấp cơm thì này nó kéo lên nó rủ lại nó nổ lên cái nhịp nổ chính vượt đỉnh sẽ là cái nhịp em mua còn hiện tại những cái cổ phiếu này chưa anh chị mua tiền anh chị mua thôi em dành tiền cho những cái cổ phiếu dẫn dẫn dắt hiện tại là <laughs> bất động sản hay chứng khoán anh chị anh chị có câu trả lời đúng không ạ dẫn dắt hiện tại là dòng nào anh chị em nghĩ là anh chị sẽ đáng được đúng không ạ đấy thì những cái cổ phiếu này anh chị có hàng anh chị giữ được chúc mừng anh chị có lượng nó bán nó bé nhưng mà đây là những cái volume phân phối hơi to cẩn trọng một tí ngày mai đánh theo tin á lợi đây cũng là cái cây phân phối nè đánh theo tin á chưa chắc là những cái cổ phiếu này nó đã giòn đâu dtd là phân phối nó kéo 7, chưa nói là được gì nhiều khi nào nó kéo đây nè nó rủ lại nè Đánh lên nè tạo mô hình gì, vai đầu vai ngược á vai trái nè đầu nè vai phải nè thì mới mua còn như đoạn sau thì như uh, giai này thì chưa mua những cổ phiếu này đâu nhá thị sản nó cơ cấu đấy anh chị ANV, là v vhc IDI, CMX, SM, những cổ phiếu này nó cũng sẽ có những nhịp phục hồi lên khoảng 3 phần trăm á, nhưng mà mua thì em không mua những cổ phiếu mình giá yếu. TNG, Yu, MSH Thôi những cái thằng dịch may, những cái thằng hết tăng trưởng thì cũng đã đề cập anh chị rồi. Phân tích đi phân tích lại cũng như vậy thôi bây giờ mình đi phân tích những cái cổ phiếu bất động sản nhưng anh chị mình hỏi em quá rồi DG này ngày hôm nay có phải điểm mua hay không em ngày hôm nay là cái điểm mua của DG ngày hôm nay là cái điểm pivot của cổ phiếu ngày mai mua được hay không em ngày mai không mua được với DG vì sao nếu như lên đây mà nó test thất bại á nó sẽ tạo cái mô hình hai đỉnh đấy nếu như test thất bại trường hợp xấu nha một đỉnh nè, hai đỉnh còn nếu như nó test ok nó sẽ tái tiếp lũy trên vùng này tiếp lũy trên vùng cao á, rồi nó nổ lên bắt đầu phải có, những kia có những vùng kiệt khối lượng em sẽ hướng dẫn anh chị mua còn ngày mai anh chị tuyệt đối không mua đuổi với DG nữa nha những anh chị chú ý hệ thống mắt này mua một cái điểm này đấy và khi mà những anh chị mình vào sau á anh chị hỏi mua DG được không thì báo là anh chị mua cái điểm này nè đấy một cái điểm này mua đúng cái giá cái cái bùng nổ luôn mua đúng cái điểm này, này. lại cũng khoảng gần 10 phần trăm đối với anh chị khách hàng đấy DG này sáng ngày hôm nay cũng báo mua khi mà nó tăng một trăm mấy phần trăm á nhưng chung DG nó khỏe thì những cái cổ phiếu này anh chị có hàng anh chị giữ được <laughs> nhưng mà điểm mua mới hiện tại không còn bắt đầu từ ngày mai nhưng mà à, khi mà cổ phiếu tái thiết bị trên đây nè nó sẽ có một cái một cái siêu điểm mua nha. lấy ví dụ anh chị con Dg xưa anh chị nhìn nè không kỳ khối lượng nổ lên đúng không thì trước mắt nó sẽ đi lên được nhưng mà để vào chính sống nó yêu cầu kỳ khối lượng lấy ví dụ anh chị nè đây nè à, không kỳ khối lượng nè những cái vùng nè không kỳ khối lượng nổ lên nhưng mà đây là những cái pha dòng tiền nó vào dòng tiền nó vào nè không kỳ khối lượng nó lên thì kiểu gì ở trên những cái vùng này nó sẽ tạo một mô hình ba nền tảng một nền này, hai nền này. đây là cái nền số 3 ấy nổ lên đây là cái điểm anh chị mua đánh một cái nhịp nước rút nước rút này đây là nước rút của nó này. nó sẽ có cái điểm mua ở đằng sau nhưng mà ngày mai tuyệt đối không mua rướng em biết nhiều anh chị ngày mai kiểu gì mình cũng sẽ thấy là không có bất động sản anh chị mua rướng nên là em khuyên chân thành anh chị không mua rướng những cái điểm này nữa nhá có hàng anh chị chỉ được trend của nó ok đức xanh nè những cổ phiếu rất là khỏe thì khả năng sẽ kéo về quanh những cái vùng 21 21.5 trên đây nè. Ngày mai nếu mà mở gáp thì không mua nữa nha. Hiện tại hệ thống em vẫn đang cầm đứt xanh và em sẽ chờ mà dị đoạn tái tích lũy ở giai đoạn đằng sau. Một tuần hai tuần nữa cũng được. Quan trọng là gì? Em biết cổ phiếu này đã có cái trend đi lên. Siêu cổ mà, siêu cổ thì cái anh hùng, nhưng cổ phiếu này đã có trend đi lên rồi. Và em nhắn trong đông khách hàng anh chị nào còn bất động sản DG Đức Xanh sale thì mình không bán nữa. Đấy những cái cổ phiếu này mình có hàng mình cứ giữ thôi nha anh chị. Đừng có bán rất là uổng những con này em nghĩ sóng nó to nhé. Nó có thể kéo thẳng về những cái vùng bên trên. theo nè. Ngày hôm nay có một cái chị hỏi là em ơi, muốn mua xe được không? Buổi sáng khi tăng 1% em nói là không mua được. Chị nói là trời em không cho mua xe cuối phiên tăng 8.8% tiếc quá Nhưng mà em hỏi anh chị nè Cái vùng này hiện tại của con xe nó lỏng hay là nó chặt Anh chị cho em một câu trả lời đi Một tuần nữa đây nè Đấy anh chị nhìn cái biên nè Lỏng hay là chặt Nếu ai thấy lỏng để lại số 1 Ai thấy chặt để lại số 2 nhá. Anh chị tương tác chủ động với em nhé Lỏng hay chặt anh chị Lỏng đúng không ạ Đấy, vì cái vùng này, cái vùng lỏng em không cho anh chị mua lấy ví dụ anh chị mua một cái vùng lỏng nè nước xanh nè anh chị thấy không y chang nè rất là lỏng nè, không kịp có lượng nó có những cái cú rủ mà nó rủ là đủ, đủ thủng lên luôn á không có đùa đâu nên là em không cho anh chị mua con xe bây giờ là như vậy á không phải là nó yếu mà giai đoạn này nó lỏng nó có thể lình xình nó kéo cho nên là giật lên giật xuống giống con gì hdc á cái này lỏng chứ đâu có chặt đó anh chị lỏng có lượng lỏng có lượng to mà biên lỏng nè giật lên giật xuống nè nó thủng một cái rất là rủi ro nên em không cho anh chị mua đuổi là như vậy không cho mua đuổi con xe như vậy khi nào mua được em khi nào tái tích lũy được cái khối lượng em sẽ hướng dẫn anh chị mua. nên là anh chị nào á mình thấy hay ủng hộ em một nút like một nút đăng ký kênh bấm ngay đi anh chị tránh quên dừng lại ba giây bấm cái nút đăng ký kênh và trong cái room nghệ thuật trên cổ phiếu á em sẽ dành tặng anh chị rất nhiều những kiến thức cực kỳ hay cực kỳ thực chiến như là mô hình tái tích lũy và tích lũy đáy thì anh chị bấm vào đó bình luận đi. À, còn khoảng mười mấy slot nữa là bắt đầu full rồi thì à, full là em sẽ không nhận nữa tranh thủ nhau hàng tại miễn phí bên dưới bình luận <laughs> rồi. DG cag những này bao cung nhiều chị hỏi em quá những con này thanh khoản bé anh chị nhìn này. <laughs> một tiếp những cái thằng, thằng bé bỏ cung nó rụt kinh quá nên không có hiện chị mua như vậy nhưng mà <laughs> trend của nó đã đi lên rồi nha EG những này thôi dính pháp lý tôi không chơi lực bán này mạnh quá Novaland ngày mai nó kéo lên test về những cái vùng trên vùng giá 20 nhá volume chưa kịp. nó chưa kiệt nó nổi lên nhìn chung cũng ok <laughs> anh chị có hàng chị được à, DBG đấy ngày hôm nay phiên test cung trước mắt nó sẽ kéo trên này nè hiện tại những con này chưa có đi mua nha anh chị đừng đừng có rướng như con này rướng ra rủi ro BDR này ok đẹp những con này nó sẽ nay mô hình gãy đến rủ tạo nền nè vượt đỉnh không thành công spring nè bắt đầu những này nó kéo lên một á những con này á mà nó bùng nổ tiếp bùng nổ mạnh luôn á khoảng 20 triệu cổ phiếu bật tăng trần á là nó đánh nước rút nước rút thì anh chị mua được còn không nó sẽ lình xình tái tích lũy trong này nè quanh cái vùng biên này một khoảng thời gian này, nó sẽ đi như này nè, nè anh chị nổ lên té xuống nè nổ lên té xuống trong một cái vùng biên á giống như đoạn này nè ấy trong cái vùng biên này thì đây sẽ là cái điểm mua nên những cái cổ phiếu bất động sản nó sẽ còn điểm mua anh chị không cần vội nhá lời 14 á lỏng không có điểm mua anh chị có hàng anh chị được nhá nhà là nắng nè những con này thì như là sắp tới được cấp là mà xin thì phải khối lượng bé nhìn chung mà yếu hơi yếu những này hơi yếu không mua tiên nha là khả năng ngày mai nó sẽ kéo về những cái vùng bên trên quanh 23 24 anh chị có hàng ngày canh lên đây. anh chị mình bán vì cái cổ phiếu này nó đoạn này nó hơi lỏng hơi lỏng nha Nam Từ Liêm ngày mai tích cung nó cũng sẽ quay về trên đây nhưng mà chị nhìn này, một cái cổ phiếu á mà nó kiệt khối lượng á nó nổ lên nó khác không kiệt khối lượng nè mà nó rũ luôn thì những cái cổ phiếu này nó khác thì những cái cổ phiếu Nam Từ Liêm đánh giá dư địa của nó, nó nó gần như cái lực của nó nó yếu quá giờ này em không ưu tiên đánh nam từ liêm mà hiện tại em đánh dg đức xanh sao những cái cổ phiếu khỏe trong cái phân khúc bất động sản HTC là mô hình tích lũy đáy nha đấy những cái cổ phiếu lịnh sinh trong cái vùng biên đó thôi khối lượng nó thì bình thường không có điểm mua mới EJC này hôm nay cũng kéo lên này đấy, khả năng kéo về những cái vùng trên đây rồi tái tích lũy anh chị có hàng thì anh chị uh, lãi thì anh chị có thể giữ được nhưng mà những cái cổ phiếu nào yếu hqc này những cổ phiếu bên trong một, hai phiên tới nó cũng rất là dễ phục hồi nhá ờ uh, scr tăng 4 trăm khá là kinh ấy kéo vào trên đây thì ngày hôm nay có một cái anh anh kẹp là gì SCR anh bảo là anh bảo em là ngày hôm qua có nên bán hay không thì em chia sẻ rất là rõ ngày hôm qua không phải là cái điểm bán và nếu như bán mình phải bán ở những cái nhịp cổ phiếu nó tăng anh chị sẽ bị đỡ trượt giá hơn và hiện tại là những cái cổ phiếu nó đang tăng lên nên là anh chị nào mình gặp cái trường hợp tương tự mua những cái cây này nè mua những cái bắt đáy nè thì khi nó bật lên anh chị bán cái đó chứ mà ngày hôm nay buổi sáng không phải điểm bán ngày hôm qua cũng không phải là cái điểm bán nhá yeah. TDC những này yếu bật lên thì anh chị canh bán nha không ăn thua Vinhome này, lỏng, khối lượng to, không ăn thua. Nhưng cổ phiếu này em không đánh giá cao nhé, đánh giá cao được một vài con bất động sản thôi. Đấy, khu công nghiệp đi, KBC nè, tích cung nhé, những con này mà nó, nó, nó lên đây nè. Nó tích lũy một khoảng thời gian. <laughs> có điểm mua cực kỳ đẹp luôn, một cái điểm mua đánh vượt đỉnh, em sẽ cập nhật anh chị sau. SSC nè. Đấy, khả năng những này nó rơi sâu nè, có những nhịp bật lên đây để mà test lại những cái phần đỉnh trước, anh chị có hàng anh chị gì được nhé. GVR tăng 3.1% khối lượng rất là bé. Thường những cái cổ phiếu này sẽ gắn liền với những cái phiên phục hồi ngày mai. Anh chị có hàng anh chị cứ giữ bình thường nha. VGC nè, siêu kỳ cung, đấy khả năng nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên trên. <laughs> Nhìn chung thị trường thấy rất là nhiều những cái cơ hội chứ không phải là hô sập đâu. Anh chị cứ thoải mái tinh thần giúp em nhé. EDC nó cũng sẽ quay về những cái vùng bên trên. Rủ bỏ ra khối lượng nè, bắt đầu kỳ khối lượng nó sẽ lù lù đi lên. Nhưng mà khu công nghiệp tiệm không đánh giá cao. Đấy, còn bọn đạm Cà Mau cũng là tích lũy đấy á, phục hồi từ đấy lên nè. Do động lỏng khối lượng to không lên nổi. Những cái cổ phiếu này nè, nó lên rướng rướng rồi. chứ em cũng không đánh giá cao với những cái bọn này nhá, đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, BFC, Last thôi thị trường thì nó rất là nhiều mã vô vàng mà anh chị nhưng mà cái chúng ta quan tâm là những cái cổ phiếu dẫn dắt những cái cổ phiếu có câu chuyện bcc đấy những cái cổ phiếu nó hết tăng trưởng rồi bật lên canh bán nha bây giờ giá nguyên vật liệu đầu ra nó nó giảm thì làm sao mà những cái cổ phiếu bcc h thì một mà tăng trưởng được bởi vì nó rơi quá rồi bây giờ nó hồi lên thôi lực lực mua nó yếu lắm này thì những cái cổ phiếu này phải cho vào đầu danh sách theo đầu danh sách để mà chờ bán nếu như anh chị đang có hàng Gatsby này nó cũng sẽ quay về trên bên trên lực bán của nó rất là yếu nhưng mà lực mua của nó cũng đang cũng đang cạn kiệt nhưng mà những con này khả năng rất là cao sẽ có những nhịp phục hồi lên mạnh nha ba năm luôn á là CG cũng tương tự đấy HHV đấy tết cung nhưng mà cái này bị bán khối lượng to quá những con này em không đánh giá cao nếu mà trong đầu tư công á đánh giá cao được một vài con như C 4 G này Gatsby nè vì cái lực bán của nó không có mạnh VCG thì sao ngày hôm nay hồi lên nhưng mà cái, gì, cái vùng này dao động hơi lỏng hơi lỏng thì cái à, con nhìn nữa ra hút đấy những con này thì bán giá cao á trong những ngành đầu tư công ci nè đấy những con này em nghĩ nó sẽ quay trở lại sớm thôi còn điểm mua mới với những cái nhóm ngành đầu tư công thì phải chờ nhưng mà anh chị có đầu tư công thì anh chị đừng có bán tháo đừng có bán mb nữa những cổ phiếu này em nghĩ là sắp sửa nếu mà sớm thì ngày mai nó nổ lên để cho anh chị mình cơ cấu b là c nè đấy cái khối lượng cực kỳ cần một cái nhịp đẩy để mà kéo lên thôi ấy nhưng mà em thì em không mua chia sẻ như vậy thôi chứ em thì em không mua những cái cổ phiếu này tiền thì mình có hàng và em tập trung cho những cái cổ phiếu dẫn dắt những cái cổ phiếu khỏe nhất thị trường thì nó sẽ ok hơn rồi và tấm gọn lại thị trường hiện tại nó đã có những cái tín hiệu xác nhận đi lên và ngày mai nếu mà thị trường mở gáp tăng đủ buổi sáng anh chị tuyệt đối không mua không mua rướng và nếu như mà ngày mai nó cứ tăng từ 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 đi lên thì nó sẽ ok hơn rất nhiều và hiện tại nó đã có những cái tín hiệu xác nhận fpt nè những cái nhóm ngành tăng trưởng đã đi lên rồi con là đúng, DGC nó cũng rất là ok, báo hiệu cho một cái chu kỳ tăng trưởng mới. SSI, Sf Ừ, HCM, VND đấy rất nhiều những cái cổ phiếu cũng đang chờ nổ nên em giá ngày mai khả năng cũng là một cái sẽ là một cái phiên phục hồi tương đối khá là ổn định cho anh chị cũng như là cái phiên cuối tuần và nếu như anh chị thấy hay có thể ủng hộ một cái nút like một cái nút đăng ký kênh nãy giờ chia sẻ anh chị chưa rất là muốn kho khang tiếng nên là anh chị dừng lại khoảng vài giây ủng hộ giá trị tinh thần giúp em nhé rồi và anh chị nào mình quan tâm muốn tham gia room khách hàng để mà cập nhật những cái điểm mua khi thị trường chung vừa kết thúc điều chỉnh như thế này nè là những cái điểm mua an toàn á anh chị tham gia qua số điện thoại trên hình cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp và sắp tới có thể em sẽ có một cái buổi để mà định hướng anh chị về cách gồng lợi sau khi thị trường xuất hiện những cái cú điều chỉnh nhé rồi hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp và chúc anh chị một buổi tối thật là ngon nhất đừng quên ủng hộ một cái nút like đi để mà lấy tinh thần đúng không ạ? À? Và ai thấy hay chia sẻ cho người thân bạn bè. Xin chào tất cả cả nhà.